Dạ, Nam Mô Bích Thầy á, Nam Mô Tham Mai á, Nam Mô Sân Khai á. Dạ, thì đạo tràng nghe được con không? Dạ, kính cảm ơn cô Nhật Bình. Dạ, con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Dạ, con Quỳ Ngọc, con thành kính đảnh lễ Tượng Tọa Minh Hạnh. Con thành kính đảnh lễ Sư Nguyên Thông cùng Chư Tôn Đức. Con kính lễ quý bà, quý cô, tu nữ. Dạ, kính chào tất cả quý đạo hữu. Dạ, thưa hôm nay là ngày thứ Bảy, 6 tây tháng 3 năm 2021 dương lịch, cũng là nhằm ngày 23 tháng Giêng âm lịch năm Tân Sửu. Dạ, kỳ thức truyền thọ giới Pháp sẽ mới đầu chương trình sinh hoạt trong ngày. Con kính mời quý Phật tử Nam Mô Thập Bát xin chuẩn bị để cùng con đắc bạch sinh giới. Nam Mô Bích Thai Giá. Thay mặt quý Phật tử, chúng con thành kính cung thỉnh Tượng Tọa Minh Hạnh từ bi truyền tam quy và bát giới cho chúng con. Uka samayang phante tisarane nasaha athang gasaman nagatang upo satang yachama dutiyam bi mayang phante tisarane Nasaha athang gasaman nagatang upo satang yachama tati yambi mayang fante tisaratne nasaha athang gasaman nagatang upo satang yachama. Ngưỡng bạch chư tôn đức, chúng con xin thọ trì tam quy và ba quan trai giới. Lần thứ hai, chúng con xin thọ trì tam quy và ba quan trai giới. Lần thứ ba, chúng con xin thọ trì tam quy và ba quan trai giới. Kính mong quý ngài lân mận trao truyền quy giới cho chúng con. Và chúng con thành kính cung thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Con đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn Bậc Ứng Cúng Đứng Chánh Biên Trì. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn Bậc Ứng Cúng Đứng Chánh Biên Trì. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn Bậc Ứng Cúng Đứng Chánh Biên Trì. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn Bậc Ứng Cúng Tăng Chánh Biên Trì. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn Bậc Ứng Cúng Tăng Chánh Biên Trì. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn Bậc Ứng Cúng Tăng Chánh Biên Trì. Bụt Đà Hằng Sa La Nam Gết Nha Ha Mi, đệ tử nguyện quy y Phật. Bụt Hằng Sa La Nam Gết Nha Ha Mi, đệ tử nguyện quy Phật. Đàm Măng Sa La Nam Gết Nha Ha Mi, đệ tử nguyện quy y Pháp. Thammang saranang gacchami, đệ tử nguyện quy Pháp. Sanghang saranam gacchami, đệ tử nguyện quy y Tăng. Sanghang saranang gacchami, đệ tử nguyện quy Tăng. Dutiyambi Bụt Đà Hằng Sa La Nam Gết Nha Ha Mi, lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Phật. Dutiyambi Bụt Hằng Sa La Nam Gết Nha Ha Mi, lần thứ hai đệ tử nguyện quy Phật.
Duti Yambi Dhammang Saranam Gacchami. Lần thứ hai, đệ tử nguyện quy y Pháp. Duti Yambi Dhammang Saranam Gacchami. Lần thứ hai, đệ tử nguyện quy Pháp. Duti Yambi Sanghang Saranam Gacchami. Lần thứ hai, đệ tử nguyện quy y Tăng. Duti Yambi Sanghang Saranam Gacchami. Lần thứ hai, đệ tử nguyện quy Tăng. Duti Yambi Buddhang Saranam Gacchami. Lần thứ ba, đệ tử nguyện quy y Phật. Tati yambi buddhang saranam gacchami. Lần thứ ba, đệ tử nguyện quy Phật. Tati yambi dhammang saranam gacchami. Lần thứ ba, đệ tử nguyện quy y Pháp. Tati yambi dhammang saranam gacchami. Lần thứ ba, đệ tử nguyện quy Pháp. Tati yambi sanghang saranam gacchami. Lần thứ ba, đệ tử nguyện quy y Tăng. Tati yambi sanghang saranam gacchami. Lần thứ ba, đệ tử nguyện quy Tăng. Ba na ti ba ta ve ramani sikha badang sama di yami. Đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh. Panatipata vechamani sikkhapadang sammadiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh. Adinna dana vechamani sikkhapadang sammadiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không trộm cướp. Adinna dana vechamani sikkhapadang sammadiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không trộm cướp. Aparamacchariya vechamani sikkhapadang sammadiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không trược hạnh. Aparamacchariya vechamani sikkhapadang sammadiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không trược hạnh. Musawada vechamani sikkhapadang sammadiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không nói dối. Musawada vechamani sikkhapadang sammadiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không nói dối. Sura merayamachappamma dathana vechamani sikkhapadang sammadiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say. Sura me jayama chappa ma dathana vechamani sikkhapadang sammadiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say. Vikala vujana vechamani sikkhapadang sammadiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời.
Vikala pochana vechamani sikkhapadang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời. Nacca ita và ita visu gadasana ma la gần thay thế bát tạ thà ra na mần đa na vi phu sanh tha na về ra ma ni sa kha ba đằng sa ma di ya mi đệ tử nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch thưởng thức ca vũ nhạc kịch trang điểm và mang đồ trang sức. Nacca ita và ita visu gadasana ma la gan tha vi le pa na tha cha na man da na vi phu sa na tha na vi cha ma ni si kha pa dang sam ma di ya mi. Đệ tử nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch, thưởng thức ca vũ nhạc kịch trang điểm và mang đồ trang sức. Okya sena maha sayana về Ramani sa khả ba đằng sa ma di ya mi. Đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàng và cao sang. Ucha sayana maha sayana we chamani sikha padang samma diya mi. Đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàng tòa cao sang. Imang athang gasapman na gatang putapan nyatang upo satang imang jaratin imang jadiwasang sammadewa afirakitum sammadiyami. Chúng con nguyện tinh thần nghiêm trì bạc quan trai giới mà Đức Phật đã giáo truyền trọn ngày nay và đêm nay. Nguyện vun bồi căn lành giải thoát trong ngày vị lai. Imani atha sikha padani upo sisi velasena imman jaratan imman jidivasang sathukang katoa apamadena sammarakhitabbang. Chư Phật tử đã thọ tam quy và bát quan trai giới, hãy chân chánh nghiêm trì trọn ngày nay về đêm nay, chẳng nên dĩ vui. A ma phan tê, chúng con xin thành kính phụng hành. Si lê na su ga tan nhan ti, si lê na phu ca sa, si lê na nip bo tan nhan ti, tas ma si lăng vi so da ye. Người giữ giới hằng được phú túc, mạng chung thọ sanh lạc cảnh, là thẳng duyên chứng đắc niết bàn. Do vậy hành giả nên dốc lòng trì giới tịnh thanh. Xa thụ lành thai, Phật là nơi nương nhờ tôi thường, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Phật bảo từ ân, nguyện lời chân thật tác thành thăng duyên, gieo năm vọc trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh, từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Phật bảo đức lành từ dung. Pháp là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Pháp bảo chánh chân, nguyện lời chân thật tác thành thăng duyên, gieo năm vọc trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh, từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Pháp bảo đức lành từ dung. Tăng là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Tăng bảo tịnh thanh,
nguyện lời chân thật tạc thành thân duyên, gieo năm vọt trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh, từ thân khẩu ý khởi sanh, ngược mong tăng bào, đức lành tự dung. Bhagavata sabba mangalam rakkhantu sabbe devata sabba buddhana bhavena sada sati bhavantu te. Bhagavata sabba mangalam rakkhantu sabbe devata sabba dhammana bhavena sada sati bhavantu te. Bhagavata sabba mangalam rakkhantu sabbe devata sabba sanghana bhavena sada sati bhavantu te. Tất cả phước báo có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự thanh lợi thường thường đến người, cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thụ lành thai, Namo Buddhaya, Namo Dhammaya, Namo Sanghaya. Chúng con thành kính đảnh lễ và thành kính tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh đã từ bi thay mặt chư tăng trao truyền Bát Quan Trai Giới cho hàng Phật tử chúng con. Con thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Giác Đẳng Đại Đức, thân con xin thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Pháp Tân Đại Đức Tuệ Tri cùng chư tôn đức và sa thú. Kính cảm ơn cô Nhật Huỳnh và kính mời MC tiếp tục với chương trình hôm nay. Nam mô Buddhaya. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Dạ, con kính đảnh lễ chư tôn đức tăng. Kính chào quý đạo hữu và cảm ơn Sít Huệ Ngọc. Dạ, cảm ơn quý Sít. Nam mô Buddhaya. Đây là chương trình Phật pháp Buddha Tham Má trên mạng internet qua Ban Talks, Facebook và Zoom mỗi ngày 2 giờ giờ mùa đông Việt Nam, từ 8 giờ 30 đến 10 giờ 30 PM tối. Houston từ 7 giờ 30 đến 9 giờ 30 sáng. New York 8 giờ 30 đến 10 giờ 30 sáng. Cali 5 giờ 30 đến 7 giờ 30 sáng. Paris 2 giờ 30 đến 4 giờ 30 chiều. Sydney 11 giờ 30 tối đến 1 giờ 30 sáng. Con Phong Lan thành kính đảnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả quý đạo hữu. Hôm nay thứ bảy ngày 6 tháng 3 năm 2021, Phật lịch 2564. Bài học hôm nay giáo trình Trung Bộ Kinh Majjhima Nikaya, dịch giả Hòa Thượng Thích Minh Châu, phân đoạn và chú thích Tỳ Kheo Giác Đẳng, bài 119, thân hành niệm Kayagata Sati Sutta, phân đoạn 575 đến 579 sẽ do Thượng Tọa Pháp Tân giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ tam bảo. Chúng con xin kính cung thỉnh Thượng Tọa. Dạ con xin sám hối. Dạ, tiếp theo chương trình hôm nay thì chúng con xin được kính cung thỉnh Thượng Tọa Tuệ Siêu Từ Bi dẫn nhập pháp thoại hôm nay ạ. Nam mô Buddhaya. Kính đại lễ chư tôn đức, kính bạch thầy giác đẳng, hôm nay sư phụ con bận đi hoàn pháp ở xa, kính cung thỉnh ngài dẫn nhập cho bài học ngày hôm nay. Xin hỏi quý Phật tử có nghe được không? Nam mô Buddhaya. Kính bạch chư tôn đức và thưa tất cả quý Phật tử. Dạ, tính bắt đầu nhưng mà thấy Thượng Tọa Tuệ Siêu online rồi. Hy vọng rằng Thượng Tọa Tuệ Siêu có thể vào trong giây lát. Và nếu Thượng Tọa Tuệ Siêu vào kịp thì
chúng ta sẽ thỉnh Thượng Tọa Thầy Siêu dẫn nhập cho bài học ngày hôm nay. Trong khi chờ đợi Thượng Tọa Thầy Siêu thì xin được thưa rằng ở trong Kinh Tạng thì chúng ta và thấy Thượng Tọa Thầy Siêu đã vào trong rung rồi, xin thay mặt đại chúng kính thỉnh Thượng Tọa Thầy Siêu dẫn nhập cho bài học ngày hôm nay. Nam Mô Thầy ạ. Xin hỏi quý vị có nghe được chúng tôi nói không? Dạ, cảm ơn quý vị. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, hôm nay chúng tôi giờ này chúng tôi đang ở Hà Tiên, đi sớm để mai chúng tôi thuyết pháp trong cái đám giỗ. Và do đó chúng tôi hơi chậm một chút. Giờ này chưa tăng về rồi. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học cái bài kinh thân hành niệm tai giác cái tai sát tiết. Thực ra thì cái chữ thân hành niệm, mặc dù ở trong cái bài viết giới thiệu thì Thượng Tọa Giác Đẳng có đề nghị là cái chữ Kayakata Sati dịch là niệm thân, để tránh đi cái chữ thân hành nó liên quan đến cái chữ Kayasankhara. Nhưng mà ở đây đó, cái chữ thân hành Kayakata Sati nó cũng lại không ổn. Nếu mà chúng ta nói niệm thân cũng không ổn. Lý do là vì ở trong bài kinh này, ngay trong cái ngữ cảnh này, thì cái chữ Kayakata đó là để chỉ cho Kayanupassana, tức là một loạt Đức Phật Ngài nêu lên những cái pháp môn tu tập, chẳng hạn như là niệm hơi thở, niệm đại quy nghi, niệm tiểu quy nghi, rồi quán thân bất tịnh, rồi phân tứ đại, phân biệt tứ đại, quán tưởng thi, quán hại cốt, vân vân. Thì như vậy tất cả là chính pháp. Chính pháp đó, chính pháp của Kayanupassana, tức là thân quán niệm xứ, chính pháp đó ở trong ngữ cảnh này, trong bài kinh này, Đức Phật Ngài dùng cái từ gọi là Kayakata Sati. Và cái điểm thứ hai tại sao mà chúng tôi nói như vậy, bởi vì ở đây cuối cùng thì Đức Phật Ngài nói đến thân hành niệm, vừa tu chứng thiền chỉ mà vừa tu chứng thiền quán. Và trong thiền chỉ đó là Đức Phật Ngài mô tả về sơ thiền, thì chứng sơ thiền, chứng nhị thiền, chứng tam thiền, chứng tứ thiền. Mà quý vị biết rằng là nếu thân hành niệm Kayakata Sati hay là niệm thân mà chỉ là niệm 32 thể trược không đó, thì trong 32 thể trược này nó chỉ đưa đến một cái ở trạng thái
sơ thiền thôi, đưa đến trạng thái sơ thiền thôi. Cho nên ở đây đó, khi mà chúng ta xem cái phần kết luận thì chúng ta mới biết rằng cái chữ thân hành niệm kayakata sati là Đức Phật là muốn ám chỉ cho bảy cái pháp môn của kaya nupassana. Kaya nupassana tức là thân quán, thân quán ở trong thân quán niệm xứ, thì đó là điều mà chúng tôi cũng xin chia sẻ với quý vị và cũng mở đầu cho cái cho bài học hôm nay. Tức là sự dẫn nhập thì kính mong thượng tọa giác đẳng xem xét lại. Và hôm nay đó là ngày thuyết giảng của thượng tọa Pháp Tân. Thượng tọa Pháp Tân thì đang cũng ở tại Hà Tiên với chúng tôi, không biết là giờ này thượng tọa Pháp Tân có vào room được không. Xin sau khi vì tri chúng đọc bài xong, thỉnh thượng tọa Pháp Tân thuyết giảng cho bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thầy. Sa thú, chúng con kính tri ân thượng tọa Tuệ Siêu. Bài học ngày hôm nay, bài kinh 119, kinh thân hành niệm Kayagata Sati Sutta, phân đoạn 575 đến 579. Chữ thân hành dùng để dịch phạn ngữ Kayagata Sati ở đây có nghĩa là quán niệm về thân hay thân quán niệm xứ, mang ý nghĩa rất khác với thuật ngữ thân hành Kaya Sankhara, chỉ cho hơi thở. Tựa đề tiếng Việt của bài kinh này nên dịch là kinh niệm thân để không bị hiểu sai khi dùng chữ thân hành. Đây là một bài pháp của Đức Phật giảng về cách niệm thân theo cả hai phương cách về chứng đạt cả tâm giải thoát và tuệ giải thoát. Phần liên quan tới thân niệm xứ giống như trong kinh niệm xứ, đoạn nói về quán thân trên thân, đặc biệt nói về thân quán niệm xứ theo phương diện tịnh chỉ Samatha. 575 từ thân giả hợp này, nhiều công đức tạo thành, sát thân bất tịnh, nhiều bệnh chướng không phải luôn đáng nhàm chán. Nếu biết sử dụng làm đối tượng quán chiếu thì là phương tiện mang lại lợi lạc to lớn. Kinh văn, như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn trú ở Sawatthi Xá Vệ Chê Tá Quá Ná Kỳ Đà Lâm tại tỉnh Xá Ma Na Thá Biên Đít Cá cấp cô độc, rồi một số đông tỷ kheo sau buổi ăn, sau khi đi khất thực trở về đang ngồi tụ họp trong hội trường. Câu chuyện này được khởi lên giữa chúng tăng, thật với diệu thai chư hiền giả, thực hy hữu thai chư hiền giả. Thân hành niệm khi được tu tập và làm cho sung mãn có được quả lớn, có đức lớn như đã được Thế Tôn bậc tri giả, kiến giả, bậc A-la-hán chánh đẳng giác tuyên bố. Và câu chuyện này giữa các tỷ kheo ấy đã bị gián đoạn. Thế Tôn vào buổi chiều từ thiền tịnh độc cư đứng dậy đi đến hội trường. Sau khi đi đến chỗ soạn sẵn, sau khi ngồi, Thế Tôn bảo các tỷ kheo: ở đây này các tỷ kheo, các ông hiện đang ngồi bàn tán vấn đề gì? Câu chuyện giữa các ông bị gián đoạn. Ở đây, bạch Thế Tôn, sau khi ăn xong, sau khi khất thực, đi khất thực trở về, chúng con ngồi tụ họp tại hội trường và câu chuyện sau này
được khởi lên, thực vi diệu thai chư hiền giả, thực hy hữu thai chư hiền giả. Thân hành niệm này được tu tập, được làm cho sung mãn, có quả lớn, có công đức lớn, đã được Thế Tôn, bậc tri giả, kiến giả, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác tuyên bố. Bạch Thế Tôn, câu chuyện này chúng con chưa bàn xong, thời Thế Tôn đến. Và này các tỷ kheo, thân hành niệm tu tập như thế nào, làm cho sung mãn như thế nào, có quả lớn, có công đức lớn. 576 niệm thân trong tứ niệm xứ. Niệm đặc biệt là pháp niệm hơi thở là cơ sở căn bản cho bốn niệm xứ kinh văn. Quán niệm hơi thở, ở đây này các tỷ kheo đi đến khu rừng hay đi đến gốc cây hay đi đến ngôi nhà trống và ngồi kiết già lưng thẳng và an trú chánh niệm trước mặt, chánh niệm vị ấy thở vô, chánh niệm khi vị ấy thở ra hay thở vô dài vị ấy biết, tôi thở vô dài hay thở ra dài vị ấy biết, tôi thở ra dài hay thở vô ngắn vị ấy biết, tôi thở ra vô ngắn hay thở ra ngắn vị ấy biết, tôi thở ra ngắn, cảm giác cả toàn thân tôi sẽ thở vô, vị ấy tập cảm giác cả toàn thân tôi sẽ thở ra, an tịnh thân hành tôi sẽ thở vô, vị ấy tập an tịnh thân hành tôi sẽ thở ra, vị ấy tập trong khi vị ấy sống không phóng dật, nhiệt tâm tinh cần với các niệm và tư duy thuộc về thế tục được đoạn trừ, nhờ đoạn diệt các pháp ấy nội tâm được an trú, an tọa chuyên nhất định tĩnh. Như vậy này các tỷ kheo tu tập thân hành niệm bốn oai nghi. Lại nữa này các tỷ kheo đi biết rằng tôi đi hay đứng, biết rằng tôi đứng hay ngồi, biết rằng tôi ngồi hay nằm, biết rằng tôi nằm, thân thể được sử dụng như thế nào vị ấy biết, thân thể như thế ấy trong khi vị ấy sống không phóng dật, nhiệt tâm tinh cần, các niệm và tư duy thuộc về thế tục được đoạn trừ, nhờ đoạn trừ các pháp ấy nội tâm được an trú, an tọa chuyên nhất định tĩnh. Như vậy này các tỷ kheo tu tập thân hành niệm tiểu oai nghi. Lại nữa này các tỷ kheo khi bước tới, bước lui biết rõ việc mình đang làm, khi ngó tới, ngó lui biết rõ mình việc mình đang làm, khi co tay, khi duỗi tay biết rõ việc mình đang làm, khi mang áo tăng già lê, săn gá tí, mang bát, mang y biết rõ việc mình đang làm, khi ăn uống, nhai, nếm biết rõ việc mình đang làm, khi đứng, ngồi, ngủ, thức, nói, im lặng biết rõ việc mình đang làm. Trong khi vị ấy sống không phóng dật, nhiệt tâm tinh cờ, các và tư duy thuộc về thế tục được đoạn trừ, nhờ đoạn trừ các pháp ấy nội tâm được an trú, an tọa chuyên nhất định tĩnh. Như vậy này các tỷ kheo tu tập thân hành niệm những cơ phận của thân. Lại nữa này các tỷ kheo quan sát thân này từ dưới bàn chân trở lên trên cho đến đỉnh tóc, bao bọc bởi da và chứa đầy những vật bất tịnh sai biệt. Trong thân này đây là tóc, lông móng, răng, da thịt, gân, xương, tủy, thận, tim, gan, hoành, cách, mô, lá lách, phổi, ruột, màng ruột, phân, mực, đàm, mũ máu, mồ hôi, mỡ, nước mắt, mỡ da, nước miếng, niêm dịch, nước ở, khớp xương, nước tiểu. Này các tỷ kheo, cũng như một bao đồ hai đầu trống đựng đầy các loại hộp như gạo, lúa, đậu xanh, đậu mè, đậu xanh, đậu lớn, mè, gạo đã xây rồi. Một người có mắt đổ các hộp ấy ra và quan sát, đây là hộp gạo, đây là hộp lúa, đây là đậu xanh, đây là đậu lớn, đây là mè, đây là hộp lúa đã xây rồi. Cũng vậy này các tỷ kheo, một tỷ kheo quan sát thân này từ dưới bàn chân trở lên trên cho đến đỉnh tóc, bao bọc bởi da và chứa đầy những vật bất tịnh sai biệt. Trong thân này đây là tóc, lông, móng, răng, da thịt, gân, xương, tủy, thận, tim, gan, hoành, cách, mô, lá lách, phổi, ruột, màng ruột, phân, mực, đàm, mũ, máu, mồ hôi, mỡ, nước mắt, mỡ da, nước miếng, niêm dịch, nước ở các khớp xương, nước tiểu. Trong khi vị ấy sống không phóng dật, nhiệt tâm tinh cần, các niệm và tư duy thuộc về thế tục được đoạn trừ, nhờ đoạn trừ các pháp ấy nội tâm được an trú, an tọa chuyên nhất định tĩnh. Như vậy này các tỷ kheo tu tập thân hành niệm quán tứ đại. Lại nữa này các tỷ kheo quan sát thân này về các vị trí, các giới và sự sắp đặt các giới. Trong thân này có địa đại, thủy đại, hỏa đại và phong đại. Này các tỷ kheo, như một người đồ tể thiện xảo hay đệ tử của một người đồ tể giết một con bò, ngồi cắt chia từng phân
từng thân phần tại ngã tư đường cũng vậy này các tỷ kheo. Vì tỷ kheo quan sát thân này về vị trí các giới và về sự sắp đặt các giới. Trong thân này có địa đại, thủy đại, hỏa đại và phong đại. Trong khi vị ấy sống không phóng dật, nhiệt tâm tinh cần, các niệm và tư duy thuộc về thế tục được đoạn trừ. Nhờ đoạn trừ có pháp ấy, nội tâm được an trú, an tọa, chuyên nhất, định tĩnh. Như vậy này các tỷ kheo. Tỷ kheo tu tập thân hành niệm quán tử thi. Lại nữa này các tỷ kheo, tỷ kheo như thấy một thi thể quan nghĩa địa, một ngày, hai ngày, ba ngày, thi thể ấy trương phồng lên và xanh đen lại, nát thối ra. Tỷ kheo quán thân ấy như sau: thân này tánh chất là như vậy, bản tánh là như vậy, không vượt khỏi bản chất ấy. Trong khi vị ấy sống không phóng dật, nhiệt tâm tinh cần, các niệm và tư duy thuộc về thế tục được đoạn trừ. Nhờ đoạn trừ có pháp ấy, nội tâm được an trú, an tọa, chuyên nhất, định tĩnh. Như vậy này các tỷ kheo, tỷ kheo tu tập thân hành niệm. Lại nữa này các tỷ kheo, tỷ kheo như thấy một thi thể quăng bỏ trong nghĩa địa, bị các loài quả ăn, hay bị các loài diều hâu ăn, hay bị các chim cên ăn, hay bị các loài chó ăn, hay bị các loài giả can ăn, hay bị các loài côn trùng ăn. Tỷ kheo quán thân ấy như sau: thân này tính chất là như vậy, bản chất là như vậy, không vượt khỏi bản chất ấy. Trong khi vị ấy sống không phóng dật, nhiệt tâm tinh cần, các niệm và tư duy thuộc về thế tục được đoạn trừ. Nhờ đoạn trừ các pháp ấy, nội tâm được an trú, an tọa, chuyên nhất, định tĩnh. Như vậy này các tỷ kheo tu tập thân hành niệm. Lại nữa này các tỷ kheo như thấy một thi thể bị quăng bỏ trong nghĩa địa, với các bộ xương còn liên kết với nhau và dính thừa máu, còn được các đường gân cột lại, vân vân. Với các bộ xương còn liên kết với nhau, không còn dính thịt nhưng còn dính máu, còn được các đường gân cột lại, vân vân, chỉ có xương không dính lại với nhau, rải rác chỗ này chỗ kia. Ở đây là xương tai, ở đây là xương chân, ở đây là xương ống, ở đây là xương bắp vế, ở đây là xương mông, ở đây là xương sống, ở đây là xương đầu. Tỷ kheo quán thân như vậy, thân này tánh chất là như vậy, bản tánh là như vậy, không vượt khỏi bản chất ấy. Trong khi vị ấy sống không phóng dật, vân vân, tỷ kheo tu tập thân hành niệm. 577. Niệm thân để thành tựu các thiền chứng. Các thiền chứng cảnh giới của tâm giải thoát cũng có thể chứng đạt qua các pháp niệm thân, như niệm hơi thở, niệm các bộ phận của thân, vân vân, kinh văn. Lại nữa này các tỷ kheo ly dục, ly ác pháp, chứng và trú thiền thứ nhất. Một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh với tầm và tứ. Tỷ kheo thấm nhuần tẩm ướt, làm cho sung mãn tràn đầy thân mình với hỷ lạc do ly dục sanh. Không một chỗ nào trên toàn thân không được hỷ lạc do ly dục sanh ấy thấm nhuần. Các tỷ kheo như một người hầu tắm, lão luyện hay đệ tử người hầu tắm, sau khi rắc bột tắm trong thao bằng đồng, liền nhồi bột ấy với nước. Cục bột tắm ấy được thấm nhừng nước ướt, nhào trộn với nước ướt, thấm ướt cả trong lẫn ngoài với nước, nhưng không chảy thành giọt. Cũng vậy này các tỷ kheo thấm nhừng tẩm ướt, làm cho sung mãn tràn đầy thân mình với hỷ lạc cho ly dục sanh. Không một chỗ nào trên toàn thân không được hỷ lạc cho ly dục sanh ấy thấm nhuần. Trong khi vị ấy sống không phóng dật, vân vân, tỷ kheo tu tập thân hành niệm. Lại nữa này các tỷ kheo ấy diệt tầm và tứ, chứng và an trú thiền thứ hai. Một trạng thái hỷ lạc cho ly dục sanh không tầm không tứ, nội tỉnh nhất tâm. Tỷ kheo ấy thấm nhuần tẩm ướt, làm cho sung mãn tràn đầy thân mình với hỷ lạc cho định sanh. Không một chỗ nào trên toàn thân không được hỷ lạc cho định sanh ấy thấm nhuần. Này các tỷ kheo, ví như một hồ nước, nước trong dâng lên, phương đông không có lỗ nước chảy ra, phương tây không có lỗ nước chảy ra, phương bắc không có lỗ nước chảy ra, phương nam không có lỗ nước chảy ra, và thỉnh thoảng trời lại mưa lớn, suối nước mát ấy từ hồ nước ấy phun ra thấm nhuần tẩm ướt, làm cho sung mãn tràn đầy hồ nước ấy với nước mát lạnh. Không một chỗ nào của hồ nước ấy là không được nước mát lạnh thấm nhuần. Cũng vậy này các tỷ kheo thấm nhuần nhuần tập, làm cho sung mãn tràn đầy thân mình với hỷ lạc do định sanh. Không một chỗ nào trên toàn thân không được hỷ lạc do định sanh ấy thấm nhuần.
trong khi vị ấy sống không phóng dật, vân vân. Tỷ kheo tu tập thân hành niệm. Lại nữa này, các tỷ kheo ly hỷ trú xả, chánh niệm tỉnh giác thân cảm sự lạc thọ mà các bậc thánh gọi là xả niệm lạc trú, chứng và an trú thiền thứ ba. Tỷ kheo thấm nhừng tẩm ước làm cho sung mãn tràn đầy thân mình với lạc thọ, không có hỷ ấy, không có một chỗ nào trên toàn thân ấy không được lạc thọ, không có hỷ ấy thấm nhừng. Này các tỷ kheo, ví như một hồ sen xanh, hồ sen hồng, hồ sen trắng, có những sen xanh, sen hồng hay sen trắng, những bông sen ấy xanh trong nước, lớn lên trong nước, không vượt khỏi nước, nuôi sống dưới nước, từ ngọn đầu ngọn cho đến gốc rễ đều thấm nhừng tẩm ướt, đầy tràn thấm thấu suốt bởi nước mát lạnh ấy, không một chỗ nào của toàn thể sen xanh, sen hồng hay sen trắng không được mát lạnh ấy thấm nhừng. Cũng vậy, này các tỷ kheo thấm nhừng tẩm ướt làm cho sung mãn tràn đầy thân mình với lạc thọ, không có hỷ ấy, không có một chỗ nào trên toàn thân không được lạc thọ, không có hỷ ấy thấm nhừng. Trong khi vị ấy sống không phóng dật, vân vân, tỷ kheo tu tập thân hành niệm. Lại nữa, này các tỷ kheo xả lạc, xả khổ, diệt hỷ u đã cảm thọ trước, chứng và an trú thiền thứ tư. Không khổ, không lạc, xả niệm thanh tịnh, tỷ kheo ấy ngồi thấm nhận toàn thân với tâm thuần tịnh trong sáng, không một chỗ nào trên toàn thân không được tâm thuần tịnh trong sáng ấy thấm nhừng. Này các tỷ kheo, ví như một người ngồi dùng tấm vải trắng trùm đầu, không một chỗ nào trên toàn thân không được vải trắng ấy che thấu. Cũng vậy, này các tỷ kheo ngồi thấm nhừng toàn thân ấy với tâm thuần tịnh trong sáng, không một chỗ nào trên toàn thân không được tâm thuần tịnh trong sáng ấy thấm nhừng. Trong khi vị ấy sống an trú không phóng dật, vân vân, tỷ kheo tu tập thân hành niệm. Năm 578, từ niệm thân đến thành tựu chánh trí giải thoát, từ tấm thân giả hợp hành giả thành tựu viên mãn giải thoát. Kinh văn: Này các tỷ kheo, đối với vị nào tu tập làm cho sung mãn thân hành niệm các thiện pháp ấy, vị ấy đi vào nội tâm Antogatha, đều thuộc về minh phần Quý Pha Di Gia. Ví như này, kỷ kheo, biển lớn của ai được thấm nhừng bởi tâm, thời các con sông của vị ấy đi vào trong biển đều thuộc về biển lớn. Cũng vậy, này các tỷ kheo, đối với vị nào tu tập làm cho sung mãn thân hành niệm, các thiện pháp của vị ấy đi vào nội tâm đều thuộc về minh phần. Này các tỷ kheo, đối với tỷ kheo nào không tu tập thân hành niệm, không làm cho sung mãn, thời ma vương có cơ hội với vị ấy, ma vương có cơ duyên với vị ấy. Ví như này các tỷ kheo, có một người quăng một hòn đá nặng vào một đống đất sét ướt nhuyễn. Này các tỷ kheo, các ông nghĩ thế nào? Có phải hòn đá nặng ấy có cơ hội lún sâu vào đống đất sét nhuyễn ấy? Thưa vâng, bạch Thế Tôn, cũng vậy, này các tỷ kheo, đối với ai không tu tập thân hành niệm, không làm cho sung mãn, ma vương có cơ hội với vị ấy, ma vương có cơ duyên với vị ấy. Ví như này các tỷ kheo, một cây khô không có nhựa, có người đến cầm phần phía trên của đồ quay lửa và nói: tôi sẽ làm cho ngọn lửa sanh ra, tôi sẽ làm cho sức nóng hiện lên. Này các tỷ kheo, các ông nghĩ thế nào? Người ấy mang đến phần trên của đồ quay lửa, quay với cành cây khô không có nhựa ấy, người ấy có làm cho ngọn lửa sanh lên, có làm cho sức nóng hiện lên không? Thưa vâng, bạch Thế Tôn, cũng vậy, này các tỷ kheo, đối với ai không tu tập thân hành niệm, không làm cho sung mãn, ma vương có cơ hội với người ấy, ma vương có cơ duyên với người ấy. Ví như này các tỷ kheo, một bình nước trống rỗng, trống không được đặt trên cái giá, có một người đi đến mang theo đầy nước. Này các tỷ kheo, các ông nghĩ thế nào? Người ấy có thể đổ nước vào bình không? Thưa vâng, bạch Thế Tôn, cũng vậy, này các tỷ kheo, vị nào không tu tập thân hành niệm, không làm cho sung mãn, ma vương có cơ hội với vị ấy, ma vương có cơ duyên với vị ấy. Này các tỷ kheo, vị nào có tu tập thân hành niệm làm cho sung mãn, ma vương không có cơ hội với vị ấy, ma vương không có cơ duyên với vị ấy. Ví như này các tỷ kheo, có người quăng một trái banh dây nhẹ vào một cánh cửa làm
hoàn toàn bằng lõi cây. Này các tỷ kheo, các ông nghĩ thế nào? Trái banh dây nhẹ ấy có cơ hội đối với cánh cửa làm hoàn toàn bằng lõi cây không? Thưa không, bạch Thế Tôn. Cũng vậy này các tỷ kheo, đối với vị nào có tu tập thân hành niệm làm cho sung mãn, ma vương không có cơ hội đối với vị ấy, ma vương không có cơ duyên đối với vị ấy. Ví như này các tỷ kheo, một cây ước có nhựa rồi đến một người đi đến mang theo phần trên đồ quay lửa và nói: tôi sẽ làm cho lửa sanh ra, tôi sẽ làm cho hơi nóng hiện lên. Này các tỷ kheo, các ông nghĩ thế nào? Người ấy mang theo phần trên đồ quay lửa, quay với các cây ước và có nhựa, có thể làm cho lửa sanh ra, làm cho hơi nóng hiện lên không? Thưa không, bạch Thế Tôn. Cũng vậy này các tỷ kheo, đối với vị nào có tu tập thân hành niệm làm cho sung mãn, ma vương không có cơ hội với vị ấy, ma vương có cơ duyên với vị ấy. Ví như này các tỷ kheo, một bình nước đầy tràn đến nỗi con quạ có thể uống được, được đặt trên cái giá, rồi có người đi đến mang theo đầy nước. Này tỷ kheo, các ông nghĩ thế nào? Người ấy có thể đổ được nước vào bình ấy không? Thưa không, bạch Thế Tôn. Cũng vậy, này các tỷ kheo, đối với vị nào tu tập thân hành niệm làm cho sung mãn, ma vương không có cơ hội với người ấy, ma vương không có cơ duyên với người ấy. Này các tỷ kheo, đối với vị nào tu tập thân hành niệm làm cho sung mãn, vị ấy hướng tâm đã được chứng ngộ nhờ thắng trí. Đến pháp nào cần phải chứng ngộ nhờ thắng trí, vị ấy đối mặt đạt được sự tinh xảo của pháp ấy. Dầu thuộc giới xứ nào, sá tí á giáp tá nê. Ví như này các tỷ kheo, một bình đầy tràn nước đến nỗi con quạ có thể uống được, được đặt trên cái giá và có người lực sĩ đến và lắc qua lắc lại cái bình ấy. Như vậy nước có thể trào ra ngoài không? Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Cũng vậy này các tỷ kheo, đối với vị nào tu tập thân hành niệm làm cho sung mãn, vị ấy hướng tâm đã được chứng nhờ thắng trí. Đến pháp nào cần phải chứng ngộ nhờ thắng trí, vị ấy đối mặt được sự tinh xảo của pháp ấy, dầu thuộc giới xứ nào. Ví như một hồ nước trên một miếng đất bằng, bốn phía có đê đắp làm cho vững chắc, làm cho tràn đầy nước đến nỗi con quạ có thể uống được, rồi có người lực sĩ đến và phá một khúc đê, nước ấy có thể tràn ra ngoài không? Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Cũng vậy này các tỷ kheo, đối với vị nào tu tập thân hành niệm làm cho sung mãn, vị ấy hướng tâm đã được chứng ngộ nhờ thắng trí. Đến pháp nào cần phải chứng ngộ nhờ thắng trí, vị ấy đối mặt được sự tinh xảo của pháp ấy, dầu thuộc giới xứ nào. Ví như này các tỷ kheo, trên đất bằng tại chỗ ngã tư có một chiếc xe đậu, thắng với những con ngựa thuần thục, có roi ngựa đặt ngang sẵn sàng, có người mã thuật sư thiện xảo, người đánh xe điều ngự, các con ngựa đáng được điều ngự, leo lên xe ấy, tay trái nắm dây cương, tay mặt cầm lấy roi ngựa, có thể đánh xe ngựa ấy đi tới đi lui, lại tại chỗ nào và như thế nào theo ý mình muốn. Cũng vậy, này các tỷ kheo, đối với vị nào tu tập thân hành niệm làm cho sung mãn, vị ấy hướng tâm đã được chứng ngộ nhờ thắng trí. Đến pháp nào cần phải chứng ngộ nhờ thắng trí, vị ấy đối mặt được sự tinh xảo của pháp ấy, dầu thuộc giới xứ nào. 10 lợi lạc lớn của niệm thân, không chỉ có chứng đạt tâm giải thoát và tuệ giải thoát mới là lợi ích của niệm thân, mà ngay trong cuộc sống hàng ngày, niệm thân vẫn có nhiều lợi lạc đáng kể. Kinh văn, này các tỷ kheo, thân hành niệm được thực hành, được tu tập, được làm cho sung mãn, được làm như thành cổ xe, được làm như thành căn cứ địa, làm cho kiên trì, được làm cho tích tập, được khéo tinh cần. Thực hành thời 10 công đức này có thể được mong đợi. Thế nào là 10? Lạc, bất lạc, được nhiếp phục, và bất lạc không nhiếp phục. Vị ấy và vị ấy sống luôn luôn nhiếp phục, bất lạc được khởi lên. 2. Khiếp đảm sợ hãi được nhiếp phục, và khiếp đảm sợ hãi không nhiếp phục vị ấy. Và vị ấy luôn luôn nhiếp phục khiếp đảm sợ hãi được khởi lên. 3. Vị ấy kham nhẫn được lạnh, nóng, đói, khát, sự xúc chạm của ruồi, mũi, gió, mặt trời, các loài rắn rết, các
cắt, cách nói khó chịu, khó chấp nhận. Vì ấy có khả năng chịu đựng được những cảm thọ về thân khởi lên, khổ đau, nhói đau, thô bạo, chói đau, bất khả ý, bất khả ái đưa đến chết điếng. 4. Tùy theo ý muốn, không có khó khăn, không có mệt nhọc, không có phí sức. Vì ấy chứng được 4 thiền, thuần, túy, tâm tư, hiện tại, lạc trú. 5. Vì ấy chứng được các loại thần thông. Một thân hiện ra nhiều thân hiện ra một thân. Hiện hình biến đi ngang qua vách, qua tường, qua núi như đi ngang qua hư không. Độn thổ trồi lên, ngang qua đất liền như ở trong nước, đi trên nước không chìm như đi trên đất liền, ngồi kiết già đi trên hư không như con chim, với bàn tay chạm và rờ mặt trăng và mặt trời, những bậc có đại oai lực, đại oai thần như vậy, có thể thân có thần thông bay đến chỗ Phạm Thiên. 6. Với thiên nhĩ thanh tịnh siêu nhân, có thể nghe hai loại tiếng, chư thiên và loài người ở xa hay gần. 7. Với tâm của vị ấy biết tâm của các chúng sanh, các loại người, tâm có tham, biết tâm có tham, tâm không tham, biết tâm không tham, tâm có sân, biết tâm có sân, tâm không sân, biết tâm không sân, tâm có si, biết tâm có si, tâm không si, biết tâm không si, tâm chuyên chú, biết tâm chuyên chú, tâm tán loạn, biết tâm tán loạn, tâm đại hành, biết tâm đại hành, tâm không đại hành, biết tâm không đại hành, tâm chưa vô thượng, biết tâm chưa vô thượng, tâm vô thượng, biết tâm vô thượng, tâm thiền định, biết tâm thiền định, tâm không thiền định, biết tâm không thiền định, tâm giải thoát, biết tâm giải thoát, tâm không giải thoát, biết tâm không giải thoát. 8. Vì ấy nhớ đến các đời sống quá khứ như một đời, hai đời. Vì ấy nhớ đến các đời sống quá khứ với các nét đại cương và các chi tiết. 9. Với thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân, vị ấy thấy sự sống và sự chết của chúng sanh. Vị ấy biết rõ rằng chúng sanh, người hạ liệt, kẻ cao sang, người đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người may mắn, kẻ bất hạnh đều do hạnh nghiệp của họ. 10. Với sự diệt trừ các lậu hoặc, sau khi tự mình chứng chi với thượng trí, vị ấy chứng đạt và an trú ngay trong hiện tại, tâm giải thoát, tuệ giải thoát, không có lậu hoặc. Này các tỷ kheo, thân hành niệm được thực hành, được tu tập, được làm cho sung mãn, được làm như cổ xe, được làm như thành căn cứ địa, được làm cho kiên trì, được làm cho tích tập, được khéo tinh cần thực hành thờ 10 công đức này có thể mong đợi. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, các tỷ kheo ấy hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy. Dịch giả Hòa Thượng Thích Minh Châu phân đoạn và chú thích tỳ kheo Giác Đẳng. Dạ, con đã đọc xong phần kinh văn. Chúng con xin được kính cung thỉnh Thượng Tọa Pháp Tân từ bi hoan hỷ thuyết giảng, giảng giải ý nghĩa bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Tha Dạ. Dạ, Nam mô Bụt Tha Dạ. Nam mô Tham Ma Dạ. Nam mô Sankhaya. Con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Tuệ Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Minh Hạnh, Đệ Đức Tuệ Tri Siêu Như Thông cùng Chư Tăng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Cảm ơn quý vị cho biết đã nghe rõ. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, hôm nay cái bài học chúng ta học cái bài với cái bài kinh gọi là thân hành niệm Kayagata Sati. Thì khi nói đến thân hành niệm là một trong những cái phương pháp tu, đặc biệt là giới trên phương diện thiện chỉ hay là thiền quán. Ở trong Phật giáo của chúng ta đó, để mà chúng ta tu tập đi đến cái sự thành tựu về tâm an lạc, tâm giải thoát cũng như là tuệ giải thoát, thì không thể nói là thiếu cái phương pháp hành thiện. Bên cạnh đó thì cái việc thực hành giới, định và tuệ là một cái đạo lộ hướng đến cái sự giải thoát. Ở đây đó thì khi nói đến cái thân hành niệm, nói về quán niệm về thân hay là nói quán niệm xứ, thì ở đây chúng ta thấy rằng là có những cái khía cạnh mà
người tu tập cần phải luôn liên luôn luôn duy trì, cũng như là thường xuyên liên tục trong cái sự duy trì chánh niệm và tỉnh giác. Ở đây chúng ta thấy rằng cái phương pháp gọi là chánh niệm và tỉnh giác, chánh niệm ở đây đó là có thể nói là một trong những cái sự ghi nhận những cái gì, ghi nhận những cái sự biết và thấy của mình, biết như thế nào, thấy như thế nào, cái điều đó rất là quan trọng. Và ở đây tỉnh giác có nghĩa là chúng ta biết rõ ở trong mọi cái sự diễn biến của thân và tâm này. Như vậy thì nói đến những cái khía cạnh trong cái nội dung của bài kinh học hôm nay nè, là bài kinh Thân Hành Niệm. Cái thứ nhất đó là nói về cái khía cạnh thứ nhất là chúng ta nói đến cái niệm về hơi thở. Sự thật ra hơi thở là một cái gì đó gắn liền với cái mạng sống của chúng ta. Khi chúng ta có cái thân nhân loại này, lúc nào chúng ta có hơi thở có nghĩa là cái mạng sống chúng ta còn. Và một vị tỳ kheo ở trong kinh á, Đức Phật rằng là dù là đi vị tỳ kheo đi đến gốc cây hay là đi đến một cái ngôi nhà trống thì cần phải đặt niệm, tức là niệm về hơi thở. Chúng tôi thấy rằng mặc dù là nhiều cái phương pháp tu hành của một cái vị hành giả tu tập ở trong Phật giáo này bằng cách là trao dồi cái tâm của mình, và trao dồi làm sao để rồi chúng ta tu tập và đoạn trừ cái tham ái, đoạn trừ cái vô minh, cái ngã chấp, điều đó rất là quan trọng. Cái niệm hơi thở đó thì quý vị thấy rằng cái hơi thở là một cái gì đó nó gắn liền với mạng sống của chúng ta. Cho nên là trong cái quán tính tự nhiên chúng ta thở ra, rồi chúng ta hít vô là chuyện hết sức là bình thường. Bởi vì nó theo cái nhịp đập tuần hoàn của cơ thể của chúng ta. Nhưng mà phải nói rằng để mà chúng ta có cái sự ghi nhận, chúng ta có cái sự biết rõ, hay là chúng ta ghi nhận biết rõ ở trong cái hơi thở, nó rất là quan trọng. Thì đòi hỏi một cái vị hành giả cần có chánh niệm, tỉnh giác trong đó. Như vậy thì nhờ cái chánh niệm đó, ví dụ như là bây giờ nè, chúng ta bình thường thì đi đứng nằm ngồi, khi mà mình đặt niệm hơi thở đó, mình hít vô, hơi thở vô, mình biết hơi thở vô, hơi thở ra, mình biết hơi thở ra, hơi thở nó dài, chúng ta cũng biết hơi thở nó dài, hơi thở nó ngắn, chúng ta biết hơi thở nó ngắn. Trong cái bình thường đó, là thế thường đó, thì chúng ta cứ thở theo cái quán tính tự nhiên. Nhưng mà cái người có đặt niệm, chánh niệm, tỉnh giác đó, thì người đó họ mới có thể biết rõ và ghi nhận được những cái hơi thở mạnh, yếu, ra, vào, ngắn, dài ra sao. Nếu chúng ta không có cái sự chánh niệm. Và không phải ở đây đó là gượng ghi nhận hay là gượng trong hơi thở của mình. Mình hết sức là thả lỏng, hết sức là để tự nhiên, tức là hơi thở vô, chúng ta chỉ có nhiệm vụ ghi nhận và biết rõ hơi thở vô. Rồi hơi thở ra, chúng ta có nhiệm vụ là ghi nhận và biết rõ hơi thở ra, chứ không phải là chúng ta gượng ép cái hơi thở phải mạnh, phải yếu, phải dài, phải ngắn. Điều đó đó, khi mà mình có đặc niệm, chánh niệm, tỉnh giác thì mình mới có thể phân biệt được hơi thở này vô hay là ra, dài hay là ngắn, hơi thở mình vậy hay hoặc là mạnh hay là yếu, chúng ta biết được những điều đó. Cho nên đến một lúc nào đó thì cứ người mà có chánh niệm, tỉnh giác thì không cần phải phải cố gượng, cũng như là người ta có cái cách là tu tập là đếm về hơi thở. Hơi thở vô đếm 1, hơi thở ra đếm 1, 2, đi thở vô đếm 1, đếm 2. Thì chúng ta mượn cái con số đếm đó để chúng ta cố gắng lưu tâm vào ở trong cái đề mục mà mình đang theo dõi. Nhưng mà đến một lúc nào đó rồi đó,
thì một người mà tu tập về chánh niệm và tỉnh giác, đặc biệt là ghi nhận về hơi thở đó, thì rất là quan trọng. Đến khi mà mình đã có chánh niệm tỉnh giác, tự động hơi thở mình vô, mình cũng vẫn biết là đang hơi thở vô, không cần phải niệm nữa. Mà bây giờ không cần niệm con số nữa, mà bây giờ nó trở thành cái ghi nhận, biết rõ cái hơi thở mình đang vô. Rồi cái hơi thở mình ra, mình biết hơi thở mình đang ra. Điều đó rất là quan trọng. Cho nên ở đây đó là cái người mà tu tập, đặc biệt là trên cái khía cạnh mà gọi là niệm về hơi thở đó, rất là quan trọng. Và chúng tôi thấy theo phần lớn, mặc dù là nói trên phương diện thiền quán đó, thì có bốn cái phạm trù là thân, thọ, tâm, pháp. Nhưng mà niệm về hơi thở thì cái gì đó mà riêng bản thân của chúng tôi nghĩ rằng cái đó nó rất là dễ, dễ cho chúng ta nương gá, để cho chúng ta thực hành một cách rất là dễ dàng. Nếu chúng ta có cái chuyên tâm, chúng ta có cái liên tục, thì cái việc mà hành thiền về niệm về hơi thở nó rất tốt và rất dễ cho chúng ta thực hành. Ở đây là như vậy. Cho nên là chúng tôi nghĩ rằng để chi? Bởi vì cái trí tuệ mình phát sanh á, nói trên phương diện thiền quán, thì nếu mà cái trí tuệ phát sanh á, là nhờ cái chánh niệm đó. Chánh niệm là cái mà sôi thấu, nó làm cho chúng ta sôi thấu. Và khi mà đến cái sự thường thục rồi đó, thì nó trở thành một cái trí tuệ. Và cái trí tuệ đó nó mới có thể là dẹp, cắt phá được, hay là nó có thể đoạn trừ được những cái tham chấp đối với cái tự thân của chính mình, đối với ngũ quẩn của chính mình. Cho nên cái đề mục mà niệm về hơi thở là một cái đề mục, hay là cái khía cạnh về hơi thở cũng là một trong những cái cách mà để cho một vị hành giả tu tập. Thì chúng ta thấy một điều đó là nếu một ngày trong những cái giờ khi chúng ta thức như thế này, chúng ta làm lụng việc này, chúng ta làm lụng việc nọ, chúng ta không làm lụng việc này hoặc không làm lụng việc nọ, nhưng mà chúng ta suy nghĩ miên man về những cảnh trần xung quanh của chúng ta, về những cảnh đang diễn ra do mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, hay hoặc là cảnh mà do cảnh pháp chúng ta, tức là tâm của chúng ta suy nghĩ, chúng ta nghĩ đến những cái việc gì đó thì làm cho tâm của chúng ta nó không thể yên tĩnh, mà trong một cái trạng thái hết sức là xáo trộn. Và do vậy đó, cái chánh niệm tỉnh giác là hết sức là quan trọng. Làm cho cái nội tâm của mình nó có cái sự an tĩnh. Và khi mà có được cái sự an tĩnh thì chúng ta cảm thấy là mọi việc trên cuộc đời, tâm của chúng ta luôn luôn có sự an nhiên, có cái sự an yên ở trong cái đời sống này. Rõ ràng là như vậy. Cái khía cạnh thứ hai ở đây đó là khi nói đến các cái oai nghi của mình. Nói đến cái oai nghi thì sự thật ra thì cái tâm của mình đi, hay là muốn ngồi, muốn nằm, hay muốn đứng gì đó, đều là do cái tâm. Rồi nó điều khiển cho cái thân của chúng ta phải làm theo. Thì đối với một cái người tu tập thiền quán thì phân biệt được giữa là cái tâm muốn là thuộc về danh, mà cái hành động của chúng ta đi, đứng, nằm, ngồi, điều khiển của chúng ta bước từng bước, từng bước đi, hay là ngồi đặt cái mông của chúng ta ở lên trên cái ở bên trên cái chỗ ngồi nào đó, chúng ta đều ghi nhận, thì cái đó nó thuộc về sắc. Nhưng mà ở đây khi mà đi đó, thì mình biết rằng trong cái bình thường thì mình cứ vẫn là đi thôi. Nếu chúng ta cứ bình thường là muốn đi thì ta đi, nếu mà bình thường muốn đi ta đi, muốn ngồi thì chúng ta ngồi, muốn đứng thì chúng ta đứng, muốn nằm thì chúng ta nằm. Nhưng mà đối với một cái người mà niệm về quay nghi, đặc biệt nói đến cái đại quay nghi á, cái đại quay nghi đó là đi, đứng, nằm, ngồi đó, thì phải nói rằng là mình phải có cái sự chánh niệm. Bởi vì cái chánh niệm tỉnh giác đó là khi mà mình đi như vậy, mình biết cái tâm của mình muốn đi và cái thân của mình đi như vậy, cái bàn chân của mình đặt trên mặt đất, đó là sự xúc chạm, của xúc chạm giữa cảnh xúc và cái chân của mình, cái bàn chân của mình. Rồi cảm thọ ra sao thì tùy vào cái người nhận biết rõ. Thì nếu như một người mà cảm nhận á, mình chỉ biết ghi nhận nó là như vậy,
chứ không để cái tâm của mình phải phân biệt rằng cái này đau hay là cái này nóng, cái này lạnh. Thì khi cái tâm của mình nó có cái sự phân biệt thì cái việc tu tập của mình, chánh niệm nó không được tốt. Nhưng mà cái nhiệm vụ của một cái người tu tập, mỗi bước đi hay là cái sự đứng của mình cũng vậy, đứng mình biết mình đứng, ghi nhận mình biết mình đứng. Cái người, có một số người đó thì họ nói rằng tu tập thiền quán rất là dễ. Sự thật ra thì nó không phải là dễ đâu. Là ở đây đó là đòi hỏi trong mỗi lúc, mỗi trường hợp, luôn luôn cái tâm mình phải có chánh niệm tỉnh giác, mình mới có thể có cái sự liên tục bằng cái sự ghi nhận của chính mình, biết rõ và ghi nhận của chính mình, ghi nhận và biết rõ. Như vậy thì đi, vị ấy biết đi. Đứng, vị ấy biết đứng. Rồi nằm, vị ấy biết nằm. Và ngồi, vị ấy biết ngồi. Các cái sự trạng thái thay đổi đó, nó cũng là trên khía cạnh của thân và tâm thôi. Cái ý muốn của mình, cái tâm mình nghĩ đến những việc đó, đó là dân, là tâm của chúng ta. Rồi cái mà thân của chúng ta được xúc chạm khi mà đi đứng nằm ngồi đó, cái đó nó thuộc về sắc, nó thuộc về thân của chúng ta. Như vậy thì cái người phân biệt được giữa danh và sắc, cái người đó phải có chánh niệm. Không có chánh niệm tỉnh giác thì là một trong những cái mà làm cho cái nội tâm của mình nó không thể định tĩnh. Và đến một lúc nào đó thì chúng ta biết rằng mình ở trong các cái cảm thọ đi đứng nằm ngồi thì thường là chúng ta bị cái tham luyến. Nếu chúng ta nằm ở trên một cái niệm êm á, thì chúng ta cảm xúc nó là một cái gì nó thích thú. Cái tâm của một cái người tu tập thiền quán không để như vậy, mà cũng biết ghi nhận ngay cả cái nằm ở một cái niệm, biết là nằm như vậy thôi. Hay là chúng ta nằm ở một cái giạt tre thì chúng ta cũng biết ghi nhận là chúng ta nằm thôi, chứ không phân biệt là ở cái này nó im hay nó cứng hay nó mềm hay là cái gì rồi. Nếu mà im và ấm thì tự động chúng ta khởi cái tâm ưa thích lên, thích thú lên. Nhưng mà rồi cái chỗ nào mà nó cứng á, hoặc nó lạnh á, thì chúng ta khởi cái tâm khó chịu lên. Cái đó không phải là một cái chỗ tu tập của một cái vị hành giả. Cho nên đi đứng nằm ngồi đó thì đều có cái chánh niệm. Như vậy thì để chi? Để ngăn cái sự tham luyến của chính mình, ngăn cái sự ngã chấp của chính mình, và thấy rõ những cái sự diễn biến của thân và tâm mình. Điều đó rất là quan trọng. Bởi vì cái chánh niệm là một cái chánh niệm và tỉnh giác, đó là một cái chất liệu, đó là một phương pháp để giúp cho vị hành giả phát sanh trí tuệ. Phát sanh trí tuệ. Như vậy thì cái quay nghi đi đứng nằm ngồi, đại quay nghi này là một cái gì đó nó gắn liền với cái đời sống của chúng ta. Như trong kinh nói rằng là mình mượn cái thân này, mình mượn cái thân này để rồi là mình biết rằng cái thân này là thân giả tạm, biết rằng cái thân này là cái thân giả hộp. Nhưng mà rồi chúng ta mượn cái thân này để cho chúng ta tu tập. Như là ở trong kinh Pháp Cú Đức Phật ngày dạy rằng, như từ những đống hoa nhiều tràn hoa được làm, cũng vậy thân sanh tự làm được nhiều thiện sự. Nói đến nhiều thiện sự có nghĩa là chúng ta làm các cái công đức thiện sự, từ ở cái việc bố thí trì giới hay là cung kính phục vụ, thì bên cạnh đó cái việc mà chúng ta tận dụng cái thân này để chúng ta tu tập cái gì này đó được. Do cái nhân như vậy cho nên có cái kết quả là chúng ta có cái thân thân ngũ quẩn này, hay là nói cách khác là có danh sắc này. Và chúng ta mượn cái danh sắc này để rồi chúng ta mới nương tựa vào đó để chúng ta quán chiếu, để chúng ta thực hành chánh niệm và tỉnh giác, quán chiếu thấy rõ để đoạn trừ cái tham ái và chấp ngã chấp đó. Cái điều đó là quan trọng. Cho nên là khi mà nói đến hoài đại quay nghi là đi đứng nằm ngồi, bây giờ nói đến các cái tiểu quay nghi nữa, là một trong những cái gì đó nó cũng là hết sức là tỉ mỉ, hết sức là chi tiết, hết sức là chi tiết. Là sao? Mỗi bước đi tới, hay là mỗi bước đi lui, hay là mỗi cái ngó tới ngó lui,
cái lắc đầu, cái chớp mắt, cái co tay, cái duỗi chân, rồi cái cách ăn mặc, ăn uống của chúng ta. Ví dụ như bây giờ nói rằng có nhiều người họ, đặc biệt là chúng tôi thấy rằng có một người hết sức là, có những người đó là hết sức là xem thường cái niệm xứ, tức là cái thân hành niệm, hay là bất cứ bốn cái niệm xứ đó. Họ nói là miễn sao mà biết cái gì, mình làm gì mình biết cái đó. Nó không phải đơn thuần như vậy đâu. Nói như vậy đó là để mà cho chúng ta thấy rằng cái sự liên tục của mình nó không có. Bởi vì trong cái sự thất niệm của mình rất là nhiều, và do vậy mình không có trao dồi, không có một cái sự trao dồi thì chúng ta không có được cái sự tuần tục. Như vậy thì cái ngay cả cái bước tới, bước lui, rồi cái co tay, co chân này, bình thường thì cái ý muốn mình cứ nghĩ là co ra là co vô thôi. Nhưng mà chúng ta không ghi nhận thì chúng ta cứ nghĩ là nó tự nhiên, chúng ta không để ý tới nó. Nhưng mà sự thật chúng ta co ra, co vô, thì cái người có tu tập về các cái tiểu quay nghi đó, về khía cạnh của tiểu quay nghi đó, thì mình làm sao có được cái sự ghi nhận, ghi nhận biết rõ, ghi nhận biết rõ. Cho nên là cái người tu quán á, thì là người ta, cái ý muốn nó thuộc về danh, đó là tâm của mình. Nhưng mà cái mà mình co giỏi tay chân này á, đó là thân. Và cái xúc chạm, có những người chúng ta thấy rằng cái đau đớn của cơ bắp cơ thể của họ, cái tay nó mỏi, cái tay nó nhức, cái chân nó mỏi, cái chân nó nhức, thì chúng ta co vào co vào, chúng ta nói ôi xui nó đau quá, nó như thế này. Chúng ta cứ nghĩ là khó, nó đau quá thì chúng ta khó chịu. Rồi có những người đó là co giỏi, khi mà mình mỏi chân quá, mình được giỏi cái chân ra, duỗi cái chân ra, thì chúng ta cảm thấy nó là dễ chịu. Cái quan trọng là mình chỉ ghi nhận thôi, chứ cái dễ chịu hay là khó chịu đó, đối với cái người tu tập thiền quán hay là cái người tu về các cái tiểu quay ghi, không quan tâm, đừng nên quan tâm đến những chuyện đó, mà hãy quan tâm đến những cái gì mà chúng ta đang diễn ra. Cái đó là cái sự ghi nhận nó, biết là nó là như vậy, nó đang diễn ra như vậy, biết ghi nhận nó như vậy là quan trọng lắm. Rồi cái việc mà chúng ta ăn uống cũng vậy đó, ăn uống, cái nhai là cái nhai uống nuốt, rồi chúng ta nuốt vô ực ực là xong. Rồi chúng ta đó là nhai cơm, thức ăn, các cái thực phẩm mà chúng ta dùng đó. Chúng ta cứ nghĩ là nhai là bình thường, nhưng mà cái người mà tu tập thiền quán, trong mỗi cái nhai đó, mỗi cái nhai của cái thực phẩm của mình đó, cũng phải biết ghi nhận. Nếu mà mình không có ghi nhận thì mình lại có cái sự thỏa thích. Thỏa thích khi mà mình ăn trúng cái thực phẩm gì nó ngon, mình cũng phải mình thấy nó ngon, mình thích thú, rồi mình cứ tìm kiếm nó, ưa thích nó, hay là thấy cái món đó nó không ngon, hay là cái món đó nó không vừa khẩu vị của mình thì mình khó chịu, vân vân. Thì những cái trạng thái ở nội tâm nó không được tu tập tốt. Như vậy thì cái việc mà nhai hay uống thức ăn, nhai các cái thức ăn, mình chỉ ghi nhận là nhai, hay là mình uống nước, uống vô, nước uống này, uống nọ vô, thì chúng ta cũng biết ghi nhận như vậy để rồi uống. Như vậy thì cái ăn uống, cái nhai và cái uống nước uống mình, nhai thức ăn hoặc là mình uống cái thức uống của mình, cái nước uống của mình là để làm sao cho cái tâm mình được an trú, cái tâm của mình được an trú. Chứ không có nói rằng cái này là ngon, cái này là dở, cái này chúng ta thưa thích để tìm tòi, rồi cái này là không ưa thích là gạt bỏ, vân vân, khó chịu, vân vân. Thì những cái trạng thái ở nội tâm như vậy đó là thiếu đi cái sự, bởi vì mình nói là tu tập về thân và tâm mà, thân và tâm, nhưng mà cái tâm nó rất là quan trọng, cái tâm rất là quan trọng, tâm nó điều khiển cho cái thân này, nhưng mà cái tâm này nó sanh lên những cái sự biến đổi, nó thay đổi khác nhau ở trạng thái này hoặc trạng thái kia, bắt nguồn từ ở cái gì, cái vô minh, bắt nguồn từ ở cái tham ái, bắt nguồn từ ở cái ngã chấp. Chính vì những cái điều đó thế cho khiến cho chúng ta phải có cái sự hành động lầm lạc. Hành động ở đây là hành động của lời nói, hành động của tâm suy nghĩ, hoặc là hành động của thân của chúng ta. Thì những cái hành động đó là hành động bị chứa chấp dính mắc ở trong tham ái, ngã chấp và vô minh. Cho nên là mình phải bị khổ. Khổ là khổ hiện tại của kiếp hiện tại này, còn khổ ở tương lai và suốt ở trong dòng luân hồi sinh tử là do cái đời sống luân hồi
của chúng ta do tham vô minh, tham mái, chấp thủ mà khiến cho chúng ta phải luân hồi diễn biến kiếp này kiếp nọ liên tục như vậy. Như vậy thì cái niệm về oai nghi cũng là một trong những các khía cạnh mà tu tập về gọi là thân hành niệm, như chúng ta học cái bài kinh hôm nay. Cái khía cạnh thứ ba mà ở đây muốn nói đến đó, tức là mình quán về cái thân của chúng ta. Cái thân của chúng ta, ai cũng biết rằng cái thân của mình nó cũng là không dài quá 2 mét, không dài quá 2 mét, nhưng mà rồi đó là cũng là bao nhiêu các cái sự giả hợp kết hợp lại. Bởi vì nếu mà nói trong kinh là 32 thể trược, 32 thể trược gồm tóc, lông, móc, răng, da, ruột non, ruột già, nước tiểu, phấn, mũ, máu, hoành, các mô, nhiều thứ ở trong đó. Tất cả là 32 thể. Mà 32 thể này được nhận định như thể trược. Thể trược tức là nó gọi là bất mỹ, nó không được sạch, không được đẹp. Mà sự thật ra rồi là như vậy. Là vì sao? Cái thân của mình á, là nếu mà mình nói trong kinh Trung Bộ có một cái bài kinh là kết hợp để có thân người, thì yếu tố thứ nhất là yếu tố của cha, yếu tố thứ hai là yếu tố của mẹ, rồi yếu tố thứ ba là yếu tố của tâm thức. Yếu tố của tâm thức thì cái thân này đó nó nuôi, nó được lớn, nó được hình thành và nó được lớn mạnh lên từ ở nơi các cái vật chất thôi. Vật chất ở đây đó là các cái dưỡng tố để nuôi cơ thể này. Nhưng mà còn một khía cạnh nữa là do tâm thức của chúng ta, cái thức của chúng ta. Bởi vì Đức Phật Ngài dạy rằng sabbe satta aharatitika, tất cả chúng sanh di tồn do vật thực. Cái vật thực ở đây chúng ta hiểu đó là những cái dưỡng tố để nuôi lấy cái thể chất này, cơ thể này. Và cái vật thực chúng ta hiểu đó là cái yếu tố để giúp cho cái tinh thần, tức là tâm của chúng ta được lớn mạnh, đó là đoàn thực, tức là nuôi về cơ thể của chúng ta, về cơ thể này, tức là thức ăn, thức uống, các cái dưỡng tố mà chúng ta nạp nuôi cơ thể hàng ngày. Cái thứ hai là thức thực, xúc thực và tư niệm thực. Thì ba cái vật thực đó là những cái dưỡng tố để nuôi tinh thần và làm cho chúng ta phải luân hồi, khiến cho chúng ta phải luân hồi, khiến cho chúng ta phải tạo ra những cái hạnh nghiệp, rồi khiến cho chúng ta hiện khởi ở trong cuộc đời này. Thì như vậy chúng ta tồn tại là do vật thực. Vật thực ở đây bao gồm căn thực, xúc thực, thủ thực và tư niệm thực là như vậy. Như vậy thì ở đây đó có thể nói rằng là những cái bộ phận ở trong cơ thể của mình. Mình thấy tóc nè, cái gì mà nếu mình nói trong Di Diệu Pháp thì cái gì cứng nó là mềm, cứng và mềm nó là cái trạng thái của đất đi. Mình hiểu nó là trạng thái của đất. Như vậy xương nó là cứng đó, thịt của chúng ta là mềm đó, vân vân. Ruột non, ruột già nó cũng là mềm đó, vân vân. Thì cái gì cứng mềm đó, nó cũng là thuộc về đất hết. Nó có cứng hoặc là mềm, vậy thôi. Cái gì nó mục ra hai cái cứng cái mềm này nè, trong cơ thể của mình đó, nó cũng là cứng và mềm thôi, đất nước lửa gió. Rồi cái gì mà nó có cái tính chất là rỉ chảy tươi mướt ra, nó có thể nói đó là nước. Như vậy thì máu là chúng ta thấy nó cũng là nước, nước bọt, nước dờn ở trong cơ thể của chúng ta là nước. Mà cái gì nó có tính chất rỉ chảy thì mỗi cái gắn kháng khích lại với nhau đều được gọi là nước, có thể nói là như vậy. Rồi gió là sự căn phòng, mình nói gió là hơi thở đi, nó lại, nhưng mà còn hơi thở nó nhiều thứ ở trong đó nữa, còn ở lên ở xuống rồi tất cả những cái gì nó tạo nên sự di chuyển, căn phòng và di chuyển đó, thì cái đó nó được gọi là gió. Rồi cái hơi ấm trong cơ thể chúng ta, hơi ấm mà để tạo nên cái gì, tạo nên cái ấm của cơ thể của chúng ta. Hơi ấm mà làm cho cái hơi nóng mà làm cho cái vật thực được tiêu hóa cũng là một hơi ấm. Như vậy thì đó là lửa. Như vậy thì tóc, lông, móng, răng á, chúng ta nhìn lại đó, nó không có cái gì mà được gọi là đẹp và sạch ở trong đó. Nhìn ở cơ này, có nên là trong kinh có mô tả là cái cơ thể của ta có thể được xem như là một cái túi mà đựng những cái thứ nhất nhơ ở trong.
bởi nó được bao bọc bởi những cái lớp da, lớp da thôi. Nếu chúng ta xẻ ra từng phần thì chúng ta thấy ngoài cái lớp da ra thì còn có cái lớp mỡ, ngoài tới cái lớp mỡ nữa thì chúng ta sẽ thấy thịt, rồi chúng ta sẽ thấy, rồi vô tới trong thì chúng ta sẽ thấy xương, rồi tủy, vân vân. Thì đi qua từng lớp như vậy thì tóc, lông, móng, răng, da, ruột, non, ruột, già, nước tiểu, phổi, mũ, máu gì đó, tất cả là bay thể trượt, đều là bất tịnh, đều là bất tịnh. Như vậy thì người tu quán bất tịnh là gì? Quán bất tịnh không phải là mình quá bi quan với cơ thể của mình, nhưng mà mình không phải là cái sự tham thích ở trong cái sự có cái thân này. Bởi vì thân này dù gì đi nữa thì nó là hệ quả của luân hồi, nó là hệ quả của luân hồi. Cho nên là có những người rất yêu thích với cái xác thân này, mà mình thì với cái thái độ của một cái người tu không nên tham thích, mà cũng không phải là hủy bỏ nó. Giống như có một lần là câu chuyện mà nói đến ngày Xá Lợi Phất, có một người nói rằng vì ngài thấy được vô thường, thấy được sự khổ, thấy là bất tịnh, tại sao ngài không quyên sinh đi đó? Thì ngày Xá Lợi Phất ngài nói là ta không nỡ làm một cái trái cây chưa chín mà nó rụng khỏi cái thân cây. Có nghĩa là cái thân này là hệ quả, thì cái mạng sống của chúng ta nó được bao nhiêu năm ở trên cuộc đời này nó cũng chỉ là hệ quả thôi. Cho nên là chúng ta cũng không tham thích nó, mà cũng không nên hủy bỏ nó. Nếu mà hủy bỏ nó, coi thường sắc thân này để rồi chúng ta quyên sinh cuộc đời này, thì nó không có nghĩa đối với lời đạo Phật, không có đúng giá trị ở đây. Và chúng ta tham thích nó để rồi chúng ta bằng mọi cách phải hết sức là cái tôi cái ta trong đó nó rất là nặng. Và do vậy đó thì mình không nên tham thích nó một cách thái quá, và mình cũng không phải là coi thường hay là quỷ bỏ đâu vậy thầy. Tuy nhiên cái thân này nó giống như là một trong những cái gì mà chúng ta có, và chúng ta cần giống như là một cái mục ghẻ mà chúng ta cần phải băng bó khi chúng ta bị vết thương. Khi chúng ta có băng bó, chúng ta chữa thuốc ấy, thì nó mới lành bệnh được. Như vậy thì cái việc mà chúng ta quán về thân bất tịnh để chi? Để đoạn trừ, để làm sao diệt được cái tham ái, để làm sao diệt được cái ngã chấp. Có những người vì cái tấm thân này quá mà rồi họ không có một cái sự chuyên tu cho chính mình, và có gì cái tấm thân này quá mà biết bao nhiêu cái tội lỗi, cái nghiệp ác của họ tạo ra. Có gì người vì cái tấm thân này quá mà để rồi là mình phải biết bao nhiêu cái để che đậy, biết bao nhiêu cách này cách kia để làm. Mặc dù là người ta muốn sống trường sinh bất tử, nhưng mà điều đó không thể có được. Tất cả các cái sự hiện hữu trong cuộc đời này như là một pháp hữu vi, thì rõ ràng là cái sự biến hoại bởi vì ba cái định lực của thế gian mà Phật thường dạy, đó là vô thường anicca, khổ não dukkha, và vô ngã là anatta. Đó là ba cái định lý của cuộc đời này. Và những cái gì mà chúng ta quán đến cái thân này đấy, cho nên đến nó quán đến thân là bất tịnh, để chúng ta đoạn, chúng ta giảm bớt cái sự ngã chấp, chúng ta đoạn bớt cái tham ái. Đó là như vậy. Cái khía cạnh nữa đó, thứ tư ở đây chúng tôi muốn nói, tức là về thân này, đó là tứ đại. Như đã nói, tức là dù gì đi thì là đất nước lửa gió thôi. Dù gì đi đất nước lửa gió, cho nên chúng ta nói là đất nước lửa gió là thân này. Thì nói là bốn đại lớn, và bây giờ là bốn đại mà gọi là tứ đại này, là đất nước lửa gió. Tuy nhiên thì nó còn có những cái sắc phụ thuộc khác để tạo nên cái thân này, tạo nên cái thân này, mà ở trong đó nó có nhiều khía cạnh muốn nói đến. Như vậy thì đất là những gì có thể nói là trong cơ thể chúng ta là cứng và là mềm. Gió là những gì căn phòng và di chuyển, như là hơi thở, hoặc là hơi ở lên, hoặc là hơi đi xuống, vân vân. Rồi là lửa là hơi ấm trong cơ thể chúng ta. Nước là những cái chất mà mũ máu, rỉnh trái gì đó, tươm ướp gì đó, thì những cái chất đó là được gọi là nước. Như vậy thì nhìn chung trong cái thân của chúng ta là tứ đại,
mình phải thấy rõ như vậy, thấy rõ như vậy. Bởi vì cái phần này đó, nó thuộc về danh, thuộc về sắc, xin lỗi gì, thuộc về sắc, tức là mình nói là cái thể chất của chúng ta là như vậy. Rồi bên cạnh đó thì ở trong cái thân này nó có cái phần tâm thức, hay nói là bốn cái thành phần danh quẩn, nó là tinh thần của chúng ta. Cái khía cạnh thứ năm mà chúng tôi muốn nói ở đây, tức là quán về tử thi của chúng ta. Tử thi, quý vị thấy không? Có người chúng ta còn sống á, thì rõ ràng là nó khác đi. Nhưng mà khi chúng ta vừa tắt thở lìa đời đó, thì nó lại khác rồi. Ban đầu nó xanh xanh tím tím, nó lạnh đi, rồi là sau bắt đầu nó ương lên, rồi sau nữa bắt đầu nó nứt nẻ ra, nó chảy ra. Rồi có những cái tử thi thì bị đứt làm nhiều khúc, hay là có những tử thi đó thì bầy nhầy, bể nát, dụng mảnh, từng mảnh nhỏ, vân vân. Thì cái việc mà quán tử thi đó, đó là để ngày xưa chúng ta thấy rằng trong kinh mô tả là Đức Phật Chư Tăng á, có khi là đi vô ở, đối với người Ấn Độ thì họ có những cái cách quả tán, có cách lâm tán, rồi thủy tán. Họ khiêng vô trong rừng để cho kim cơn cơn quả quả ăn. Thì các vị tỳ kheo thì nhiều khi đi vô trong tha ma mộ địa, vô trong rừng đó, vô trong tha ma mộ địa, mà chỗ nơi mà để cái xác thi thể của người chết ở đó, để các thầy tỳ kheo nhìn quán theo từng giai đoạn, từng giai đoạn, từng giai đoạn của cơ thể của chúng ta. Nó một trong những cái cách tu để thấy rằng nó không phải là một cái gì đó hấp dẫn, mà đó là hoàn toàn là cái trạng thái bất nghĩ, tức là không có đẹp, nó không có đẹp cái gì. Cho nên là để chi cái tâm của mình là không có tham luyến đối với cái sắc thân này, để thấy rằng là cái thân này đốt vốn là giả tạm, rồi nó là cái sự bất tịnh kết hợp của nhiều cái thần trở lại thành thành. Mà điều đó để có chi? Mà cái đó đó mình tu tập là phải có chánh niệm và tỉnh giác, chứ không phải là mình nhìn, có người nhìn cái sắc này nó như là một cái sự hấp dẫn rồi tha mái khởi lên, nhưng mà có người nhìn cái sắc thân này, nhìn nó là cái sự tạm bợ, nhìn với một cái sự quán chiếu thấy rõ những cái thực tướng của nó. Thực tướng của nó, thực tướng là gì? Những cái gì mà nó thật nhất, nó là bản thể, nó là thật nhất của những cái sự hiện khởi. Cho nên ở đây đó là cái khía cạnh thứ năm mà muốn nói đến, tức là niệm về tử thi, niệm về tử thi trong cái từng thời kỳ khác nhau, mới vừa tắt thở, rồi một vài ba bữa, rồi một hai tuần, rồi cho đến khi mà còn cái bộ xương trắng không, nó rã cái phần mềm đó hết, còn cái phần cứng không á, thì chúng ta mới thấy là nó ô trượt như thế nào, nó nhơ bẩn như thế nào, nó không đẹp như thế nào. Thì điều đó Đức Phật dạy cho chúng ta mục đích chính, tức là làm cho cái nội tâm đừng có tham đắm đối với cái thân ngũ uẩn này. Chúng tôi nhớ ở trong kinh Tương Ưng á, Đức Phật ngài dạy rằng ai ưa thích với sắc thì người ấy ưa thích với khổ, ai ưa thích với khổ thì người đó không thoát khổ, ai ưa thích với thọ thì người ấy ưa thích với khổ, ai ưa thích với khổ người đó không thoát khổ, vân vân. Thọ, tưởng, hành và thức, mình ưa thích với cái gì thì mình phải chịu khổ cái đó, và chính cái chịu khổ cái đó là chúng ta không thoát ra sự khổ. Mà sự khổ này nó tiếp diễn trong đời này và đời sau, nó tiếp diễn mãi mãi ở trong cái chuỗi dài của tiến trình sanh tử luân hồi của chúng ta. Và đến khi nào mà chúng ta đoạn trừ được tha mái, đoạn trừ được vô minh, đoạn trừ được ngã chấp, thì cái kết cục của luân hồi nó không còn, nó được cắt đứt, nó được cắt đứt từ ở đó, nó được cắt đứt từ đó. Cho nên cái sự luân hồi nó không có tiếp diễn, thì có lẽ là cái sự an lạc cao nhất đó là sự an lạc tịch tịnh của Niết Bàn. Như Đức Phật đã dạy là Niết Bàn năng Paramang Sukhang là vậy. Niết Bàn là một an lạc tối thượng, an lạc tối thượng. Và cái khía cạnh thứ thứ sáu mà ở đây chúng tôi muốn nói,
tức là niệm thân để thành tựu các cái thiền chứng. Quý vị thấy rằng đó là để mà mình chứng thiền đó, phải nó có nhiều cái yếu tố hỗ trợ. Ngoài cái việc mà chúng ta trao dồi cái tâm ra thì có những cái yếu tố khác, như là gì, chúng ta phải giữ giới, rồi chúng ta phải làm các cái công đức thiện sự khác để nó hỗ trợ cho chúng ta khi chúng ta tu tập á, nó dễ dàng có được sự an tịnh nội tâm, dễ dàng có chánh niệm và tỉnh giác. Nếu như vậy thì giờ ở đây đó, cái vị mà chứng thiền, cái vị mà chứng thiền, như chúng ta được biết đó là cái người mà tu tập thiền, tu tập thiền là để được có cái an lạc nội tâm. Mà trong nói là nói rằng cái sự giải thoát từ nội tâm của mình. Bởi vì cái người mà một vị mà tu thiền chứng để rồi có các cái thần thông, hoặc là có được cái thiền chứng, tức là chứng sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, vân vân á, thì cái người đó phải có một cái sự định tĩnh rất là nhiều. Vị hành giả phải định tĩnh rất là nhiều. Vì như vậy thì thiền chứng là một trong những cái phương pháp mà vị hành giả hành trì, có hành trì. Như vậy thì cái việc mà đưa đến cái thiền chứng, một vị chứng sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền, vân vân đó, thì ở đây quý vị thấy rằng là ở đây có thể nói một điều đó là khi mà tâm được định tĩnh, tâm được có chánh niệm và tỉnh giác đó, thì tâm được định tĩnh thì vị hành giả sẽ đến một mức độ nào đó thì vị hành giả sẽ chứng được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, hoặc là chứng tứ thiền để có được các cái thần thông thắng trí đó. Thì phải nói một điều đó là cái định tâm của một vị hành giả rất là mạnh, rất là kiên cố. Bởi vì sao? Chính nhờ cái định tâm đó mà vị hành giả chứng được cái thiền chứng của mình. Và như vậy thì cái tâm của những vị đó vượt ra những cái sự ràng buộc của pháp trói buộc, đó là triền cái, tức là tham dục, sân độc, trào cử, hoài nghi, hôn thụy. Thì những cái pháp triền cái đó là những pháp che ngăn. Khi mà nào mà tâm mà được trấn áp các cái pháp triền cái đó, để rồi chứng thiền, đưa đến cái thần thông thắng trí, đưa đến cái đưa đến cái thiền định, là một trong những cái vị hành giả được cái tâm được an lạc, vượt ra sự ràng buộc của các cái pháp triền cái. Như vậy tâm vị đó được đạt được cái sự giải thoát. Cho nên trong kinh gọi là đạt được cái tâm giải thoát. Bây giờ nói đến từ ở cái việc mà một vị hành giả quán chiếu bằng với cái chánh niệm và tỉnh giác của mình, như chúng tôi đã nói đó là nhờ cái chánh niệm tỉnh giác lâu ngày, chày tháng mà vị đó được lớn mạnh, được trưởng thành và được sung mãn đó. Trong kinh gọi đó là cái sự sung mãn đó. Thì vị đó đưa đến cái trí tuệ, mà trí tuệ ở đây để rồi cắt đứt những cái phiền não, vị đã đạt được cái sự đạt được cái đạo quả giải thoát đó. Thì cái này là nhờ cái sự tuệ của một vị hành giả. Như vậy thì có thể nói rằng trong cái sự hỗ trợ từ ở trên phương diện của thiền chỉ của một vị hành giả tu tập về thân hành niệm, và vị ấy thành tựu được là do quán chiếu để rồi chứng đạt được đạo quả thánh nhân, giải thoát là nhờ chánh niệm tỉnh giác. Bởi vì cái chánh niệm và tỉnh giác đó là cái yếu tố rất là quan trọng giúp cho cái chánh trí của một cái vị hành giả sanh khởi lên, và cái tuệ, cái chánh trí này sanh khởi lên để tận diệt được phiền não, để chứng đắc được đạo quả giải thoát. Như vậy thì có thể nói rằng là mức độ nào đó thì cái thân hành niệm ở nhiều khía cạnh khác nhau mà vị hành giả có thể tu tập. Và như vậy thì mặc dù là nói rằng trên phương diện thiền chỉ có những cái đề mục chỉ đưa đến sơ thiền, hay là có những đề mục đưa đến nhị thiền, tam thiền, rồi có những đề mục chỉ đạt được cận định, vân vân,
Nhưng mà dù gì đi nữa thì nhờ cái sự tu tập này mà cái sự lớn mạnh nội tâm, sự trưởng thành từ nội tâm và có một năng lực rất là mạnh, rất là tốt vị hành giả để mà quán chiếu, để chứng đắc được cái đạo quả thánh nhân, tức là nhờ cái chánh trí mà ở đó được gọi là trí đạo của một vị bậc thánh, một bậc thánh sanh khởi lên để thành tựu được cái niết bàn, đạo quả giải thoát là như vậy. Thì chúng tôi xin chia sẻ bấy nhiêu lời ở trong cái nội dung bài giảng hôm nay, kinh là thân hành niệm này, mặc dù là còn nhiều rất trong nội dung bài học hôm nay, thì chúng ta sẽ được chư tăng giảng sư các ngài sẽ thảo luận chia sẻ thêm để chúng ta hiểu rõ và chi tiết hơn. Nam mô Bụt Thầy Già, chúng tôi xin xuống. Nghe được không vậy? Một lần nữa sau, quý vị có nghe được không? Thưa Phật tử, hôm nay không có nhiều chư tăng ở trong lớp học, ngoài Thượng Tọa Hòa Thượng thì chỉ hồi nãy Thượng Tọa Thượng Sư vào, nhưng bây giờ không thấy Thượng Tọa Thượng Sư. Do vậy chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị thêm một vài điều sau pháp thoại của Thượng Tọa Pháp Tân. Bạch hôm qua và hôm nay Thượng Tọa Tư Siêu còn hả? Dạ. Dạ vâng. Dạ xin lỗi. Dạ quý vị không tiếng hoặc nghỉ chờ cho một chút. Dạ. Dạ hello. 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 Hi, this is Zing. I'm here at the temple dropping off some food. I have something else for you. I'll be right there. Bạch Thượng Tọa Tự Siêu, Thượng Tọa có nghe được không? Nếu Thượng Tọa Tự Siêu nghe được, xin Thượng Tọa hoan hỷ cho vài chữ. Một lần nữa, quý Phật tử có thấy Thượng Tọa Tự Siêu đưa tay hay là có tín hiệu gì không? Nếu được thì xin quý Phật tử hoan hỷ cho biết. Ô dạ, thấy Thượng Tọa Tự Siêu đưa tay rồi. Thưa Đạo Tự Siêu, chúng ta biết rằng trong tứ niệm xứ đó thì có bốn cái bốn niệm xứ đó là thân, thọ, tâm, pháp. Nhưng mà khi mà Đức Phật Ngài đề cập đến thân hành đó, thì Thưa Đạo Tự Siêu có thể cho biết được rằng cái niệm thân á có được cái lợi lạc nào, nó có dễ hơn so với niệm thọ, niệm tâm và niệm pháp không? Nếu một người mới vào tu tập mà nghĩ rằng họ nên niệm thọ hay là niệm tâm, niệm pháp, thì Thượng Tọa Tự Siêu có khuyên họ nên bắt đầu niệm thân không? Kính trình Thượng Tọa.
quý Phật tử có nghe được chúng tôi nói không? Nãy giờ có thỉnh thượng tọa tự siêu, nhưng mà không biết thượng tọa có cầm mic được chưa? Bạch thượng tọa tự siêu, thượng tọa có nghe và thượng tọa cầm mic được không? Dạ, thượng tọa tự siêu đã rời lớp học rồi. Dạ, thấy thượng tọa tự siêu trở lại, xin quyết định thượng tọa cầm mic. Thưa quý vị, rất tiếc là chưa thấy thượng tọa tự siêu trở lại trong thời gian chờ đợi đó. Chúng tôi xin nói một vài lời, rồi khi nào thượng tọa tự siêu có sẵn sàng thì quý vị Phật tử Hoa Kỳ cho chúng tôi biết. Hôm qua và hôm nay đó, thì nếu quý vị để ý, chúng ta học hai bài kinh mà sự hướng dẫn tu tập của Đức Phật có phần giống nhau, tức là Ngài đều đề cập đến những cái pháp mà chúng ta gọi là thân quán niệm xứ. Nhưng mà có cái đặc biệt là hôm qua thì Đức Phật Ngài dạy về cái pháp mà người Trung Hoa họ âm là an ban thủ ý. An ban thủ ý có nghĩa là thở ra và thở vô, thở ra, nhập tức của sức thức niệm. Đó. Thở vô và thở ra. Thì chúng ta có thể hiểu như vậy. Nếu chúng ta hiểu được bài học ngày hôm qua đó, thì bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ thấy rõ hơn. Ngài Chân Cha Ngài dùng một cái thí dụ là khi nào mà chúng ta muốn kéo cái y, thì chúng ta kéo một cái mối, chúng ta nắm một mảnh rồi chúng ta kéo đi. Nếu một người mà ban đầu vào chỉ niệm hơi thở vô, hơi thở ra và niệm một cách thuần thục, một cách có tiến bộ ra, thì từ cái hơi thở hơi vô thở ra đó, người này sẽ niệm được hơi thở ngắn và dài. Rồi ngắn và dài đó, rồi vị đó có thể niệm được toàn bộ hơi thở của mình và gọi là cảm giác toàn thân. Rồi vị đó lại đi xa hơn nữa, là vì đó có thể niệm mà với cái hơi thở nhẹ nhàng, gọi là an tịnh thân hành. Và rồi niệm với một cái tâm thoải mái, gọi là an tịnh tâm hành. Không có còn đi tìm cái này cái kia nữa, mà hoàn toàn thoải mái với hơi thở. Thì từ cái việc mà ban đầu khởi sự niệm hơi thở ra, hơi thở vào đó, thì vị này có những bước tiến bộ. Và bước tiến bộ cho chúng ta thấy rằng từng giai đoạn khác nhau. Và chẳng những vậy mà còn vị đó còn niệm đến được những cái, còn có thể ghi nhận được những cái cảm thọ, trạng thái tâm và các pháp như là vô thường, v.v. Thì niệm hơi thở đó bắt đầu bằng hai là niệm hơi thở vô và niệm hơi thở ra. Tại vì sao vậy? Tại vì khi mà mình tu tập, mình bắt đầu từ đó, đó thì mình được cái và thấy và quý vị đó sự tọa từ siêu đã vào rồi, xin kính thỉnh sự tọa và kính thỉnh sự tọa. Kính thưa quý vị, ngài xin quan hỷ. Chúng tôi đang sử dụng điện thoại cầm tay, cho nên trong lúc mà chúng tôi đang lắng nghe thì thời gian đẳng hỏi hoặc là mời cầm mic, chúng tôi đang lay quay để mà chúng tôi đưa tay, các vị chớ có gọi điện đến. Nếu mà quý vị gọi điện đến thì tự nhiên là chúng tôi bị mất hết tín hiệu, không còn nghe được nữa. Bây giờ thì không biết khi nãy
Thượng tọa Giác Đẳng mời chúng tôi nghe để trả lời câu hỏi hay là như thế nào. Chúng tôi cũng chưa có biết được những cái câu hỏi mà Thượng tọa đưa lên. Thượng tọa mời chúng tôi nói, chúng tôi không biết là phải nói cái gì đây. Xin Thượng tọa quan hỷ lặp lại dùm. Lần này Thượng tọa cứ an tâm, Thượng tọa cứ hỏi. Thượng tọa khỏi cần phải chờ đợi chúng tôi đưa tay lên. Chúng tôi đang nghe, nghe rất tốt. Bởi vì cái wifi ở chỗ này tốt lắm. Xin thỉnh Thượng tọa. Bạch Thưa Thầy Sư, có hỏi Thượng tọa Thầy Sư một câu là trong bài kinh ngày hôm nay thì Đức Phật Ngài nhấn mạnh về pháp niệm thân, từ niệm hơi thở cho đến niệm hài cốt. Mà chúng ta biết trong tứ niệm xứ đó thì có niệm thọ, niệm tâm và niệm pháp. Khi Đức Phật Ngài đặc biệt nói về niệm thân ở tại đây đó, thì Thượng tọa nghĩ rằng có nào mà Đức Phật Ngài nhấn mạnh về niệm thân như bước đầu không? Và có bao giờ tôi nghĩ rằng có người nào vào tu tứ niệm xứ đầu tiên mà được dạy về niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp thay vì niệm thân không? Xin kính thỉnh Thượng tọa. Nam mô Bụt Thầy. Kính bạch chư Tôn Đức, kính thưa quý vị, thực ra trong vấn đề này theo chúng tôi suy nghĩ đó, thì Đức Thế Tôn Ngài thuyết pháp đó, nó tùy theo cái căn cơ của hội chúng. Hội chúng đang có cái khuynh hướng như thế nào thì Đức Thế Tôn Ngài dựa vào đó để Ngài nhấn mạnh, Ngài triển khai. Thì như vậy họ sẽ tiếp nhận nhanh chóng, dễ dàng hơn. Chúng tôi lấy một trường hợp, đơn cử một trường hợp. Khi một vị tỳ kheo, khi có vị tỳ kheo đang hành thiền ở trong rừng, thì trong buổi sáng hôm đó nó xảy ra cái nạn cháy rừng. Và vị tỳ kheo đã rời bỏ cái chỗ ngồi của mình và đi tìm đến một cái gò cao, chỗ trống ở phía trên gió để tránh lửa rừng. Khi ấy vị tỳ kheo này nhìn cái ngọn lửa rừng
nó đang bùng phát mãnh liệt và lan tỏa khắp nơi. Cái ngọn lửa đi đến đâu thì nó thiêu rụi cây cỏ lớn nhỏ đến đó. Lúc đó kheo này mới suy nghĩ, thật sự nếu như mình có được cái ngọn lửa trí tuệ để mà thiêu đốt các ký sử thì có lẽ sẽ thành công. Lúc đó Đức Thế Tôn Ngài ở tại Chetavana trong hương thất, với tâm tư của mình hiểu được tâm tư vị tỳ kheo đó, Đức Thế Tôn Ngài liền dùng thần thông để xuất hiện trước mặt vị tỳ kheo đó. Và Ngài đọc lên một bài kệ, Ngài thuyết lên bài kệ. Tỳ kheo sợ phóng dật, an vui trong tinh cần, tiến tới như lửa rừng, thiêu kiết sử lớn nhỏ. Vì tỳ kheo vừa nghe xong bài kệ mà Đức Thế Tôn đã thuyết, nó phù hợp với cái tư tưởng của mình. Ngay khi đó vị tỳ kheo nhanh chóng triển khai tuệ quán và chứng quả là hả? Cũng như ở đây thưa quý vị, khởi đầu của bài kinh hôm nay, bài kinh Thân Hành Niệm Kayakata Sati, lúc bây giờ các vị tỳ kheo tụ họp lại và câu chuyện đề tài các vị đưa ra là: này chư hiền, thật sự cái pháp môn thân hành niệm đưa đến nhiều lợi lạc. Khi đó Đức Thế Tôn Ngài đi đến thì câu chuyện đó được bị gián đoạn. Và Đức Thế Tôn Ngài hỏi các vị tỳ kheo câu chuyện gì bị gián đoạn ở đây. Vì tôn đã nhân môn thân tùy theo trường hợp mà Đức Thế Tôn Ngài triển khai. Có khi thì Ngài nói đến thân quá niệm xứ, có khi Ngài nói đến thọ quá niệm xứ, có khi nói đến tâm quá niệm xứ, có khi nói đến pháp quá niệm xứ. Nó tùy theo cái đối tượng họ đang hướng đến cái gì. Có một số tỳ kheo nhân duyên của các vị là trong thời quá khứ đã từng là vị tỳ kheo dưới chân Đức Thế Tôn Kassapa, những vị đó đã lâu ngày đã thuần thục ở trong cái thiền quán
với tưởng vô thường. Cho nên khi mà các vị sanh trở lại vào thời Đức Phật sắc giác, Đức Phật Gotama hiện tại cũng là nhóm tỳ kheo này, thì nhóm tỳ kheo đó đi đến ý kiến Đức Phật và xin được nghe Đức Thế Tôn lời giáo huấn. Thì Đức Thế Tôn đã đọc lên bài kệ Sape Sankhara Anicchati Yada Panya Vipassati Atinipanita Dukkhi Samukkha Sutta. Khi nào với trí tuệ quán thấy các hành là vô thường, thời sự im đi, sự khổ, đó là con đường thanh tịnh, thì những vị tỳ kheo này chứng quả A-la-hán với cái bài kệ đó. Rồi có nhóm tỳ kheo khác cũng đi đến ý kiến Đức Phật vào thời điểm khác. Và khi đó Thế Tôn Ngài quán thấy các vị tỳ kheo này trong thời quá khứ đã từng tu tập có khuynh hướng về khổ tưởng, tức là tưởng vì sự khổ, thấy vì sự khổ. Đức Thế Tôn đã đọc lên bài kệ khác đi, Sape Sankhara Dukkha Ti Yada Panya Vipassati, vân vân. Khi nào với trí tuệ quán thấy chư hành là khổ, sẽ im ly, khổ đau là con đường đến thanh tịnh. Rồi các vị nghe xong cũng chứng A-la-hán. Đến trường hợp thứ, có một số vị tỳ kheo nhóm ba đó, các vị đi đến và Đức Phật Ngài quán thấy các vị tỳ kheo này có duyên tu tập với cái đề mục là tưởng vô ngã. Ngài thuyết lên bài kệ Sape Thamma Anatta Ti Yada Panya Vipassati. Khi nào với trí tuệ quán thấy các pháp là vô ngã, sẽ im đi sự khổ, đó là con đường thanh tịnh. Nghe xong các vị chứng A-la-hán. Thì ba lần với ba nhóm tỳ kheo, mỗi một nhóm thì Đức Phật Ngài dạy cho tỏ ngộ vô thường, dạy cho tỏ ngộ khổ não, dạy cho tỏ ngộ vô ngã. Thì như vậy nó tùy theo duyên của hội chúng. Chúng tôi nghĩ là như vậy. Còn ở đây khi mà Thượng Tọa Giác Đẳng hỏi chúng tôi về xin hỏi quý vị có nghe được chúng tôi nói không? Dạ, xin cảm ơn quý vị.
Để trả lời cái câu thảo luận mà Thượng Tọa Giá Đẳng vừa nêu đó, thì chúng tôi cũng xin nói thêm cái phần này. Lỡ trong bốn pháp xứ thì thân quán niệm xứ nó dễ nhận diện, dễ tu tập hơn. Lý do bởi thân quán niệm xứ lấy sắc quẩn làm đối tượng, hơi thở là sắc quẩn, đại quy nghi, tiểu quy nghi là sắc quẩn, thân 32 thể trượng này là sắc quẩn. Tử thi hài cốt là sắc quẩn, bốn đại là sắc quẩn. Do đó suy tưởng đến sắc quẩn, lấy sắc quẩn làm đối tượng, nghĩa là cái sự tu tập nó có một điểm tựa rõ ràng, tâm có điểm tựa rõ ràng, thì như vậy nó dễ hơn. Cái đó là cái ưu thế cho cái người sơ cơ. Còn khi mà niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp, thọ là danh quẩn, tâm là danh quẩn, và pháp ở đây là có danh quẩn, có sắc quẩn, nhưng mà pháp quán niệm xứ là phải suy tư bằng cái trí tuệ để hiểu thấu thân danh sắc này. Pháp quán niệm xứ còn khó hơn là thọ quán niệm xứ, tâm quán niệm xứ nữa. Thọ vừa sanh khởi khổ lạc ưu hỷ xả thì niệm, tức là thức quẩn, ghi nhận thọ quẩn đang sanh, nó đã sanh, vừa sanh. Cái đó là nó khó hơn. Đó là cảnh quá khứ. Cũng vậy, thức quẩn đang, thức quẩn vừa sanh, tức là tâm có tham, tâm không tham, tâm có sân, tâm không sân, vân vân, thì vừa sanh khởi rồi diệt. Ngay khi đó thì tâm chánh niệm, tức là một cái thức khác, một tu tập khác, nó khởi lên để mà lấy cảnh danh pháp quá khứ, dầu cho trước đó một lộ trình tâm, trước đó một sắc na cũng vẫn gọi là quá khứ, đừng nói chi là nó đã qua nhiều lộ trình tâm, nhiều diễn trình tâm. Thì như vậy danh biết danh là khó, mà danh thuộc về trí tuệ, mà biết được danh sắc thì khó. Còn khi nói danh biết sắc thì trong trường hợp này nó dễ hơn. Cũng giống như một đứa bé mà chập chững mới biết đi đó, người ta tập cho nó đi thì nó phải vịn vào tay của người mẹ đang giang tay ra để cho nó đi ở trong lòng, trong cái vòng tay của mẹ, không có bị ngã. Hoặc là người ta để nó trên một chiếc xe, chiếc xe mà dành cho đứa bé tập đi đó. Trên chiếc xe nó có bốn bánh,
Và ở phía giữa nó lại là một cái yên bằng vải, và hai chân nó thọt hai bên, và như vậy nó đứng ở dưới đất nhưng mà nó tựa vào ở trong cái yên vải đó, và khi nó bước đi thì bánh xe lăn theo. Như vậy nó chỉ cần vịn vào cái thành của cái chiếc xe đi đó và nó bước đi, như vậy nó không bị té ngã và nó có thể tập dần dần để mà nó đi được. Thì cũng vậy, khi mà chúng ta là người sơ cơ đó thì chúng ta nên thực hành thân quán niệm xứ để nó dễ hơn. Còn đối với những vị hành giả nào mà có duyên để hành thọ quán niệm xứ, tâm quán niệm xứ hay pháp quán niệm xứ thì cái đó là trường hợp đặc biệt, trường hợp ngoại lệ nữa. Thì đó là cái ưu thế của niệm thân đối với vị hành giả sơ cơ. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi của Thượng Tọa Giới Đẳng vừa nêu Mô Bích Thầy. Sa thú kính trường Thượng Tọa Tư Sư. Đối với Thượng Tọa Tư Sư bây giờ, thì chỉ đưa tay lên bỏ tay xuống là một cái công phu cần phải tu tập nữa, thưa quý vị. Thưa quý vị, bây giờ thì còn vài phút trước khi kết thúc chương trình ngày hôm nay, chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị một vài điều. Điều thứ nhất là khi mà chúng ta bắt đầu tu tập thì chúng ta đừng có ôm đồm nhiều quá, mà chúng ta nên bắt đầu từ sự giản dị nhất. Giản dị nhất tức là hơi thở ra, hơi thở vào. Đôi khi chúng ta nghĩ rất nhiều về tu thiền, những cái bài học tu thiền, nhưng mà cái ý thức bền bỉ liên tục với hơi thở ra, hơi thở vào đó, đó là một cái bài học giản dị đầu tiên. Và nếu vị nào mà với cái sự thực hành này mà thành tựu nhanh chóng đó, thì kể như chúng ta đã nắm được cái đầu mối để đi vào cái thế giới của tu tập thiền. Từ cái hơi thở vào, hơi thở ra, dần dà thì chúng ta sẽ thấy phân biệt hơi thở một cách tế nhị hơn. Điểm thứ hai mà chúng tôi muốn nói với quý vị ngày hôm nay đó là những cái gì mà cụ thể đối với chúng ta phần lớn đó, nó dễ dàng hơn là cái gì trừu tượng. Dạ, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp đôi khi rất là trừu tượng và làm cho chúng ta bối rối. Thật ra khi mới bắt đầu, chúng ta biết rằng cái gì thuộc về vật chất, chúng ta vẫn dễ rõ ràng phân biệt. Ví dụ hơi thở ra, hơi thở vô, hay là bước chân chúng ta đi, hoặc giả là về tứ đại chẳng hạn, về những pháp quán chúng ta rất dễ dàng đi. Tại vì chúng ta là người dục giới và cái căn cơ chúng ta nó gắn liền với vật chất nhiều hơn, thì chúng ta nhớ ra cái gì cụ thể của vật chất đó, nó dễ bắt mồi, bắt trứng hơn là cái gì trừu tượng. Thật ra đa số các vị thiền sư dạy thì các ngài thường hướng dẫn và niệm thân là cái bước đầu bắt đầu. Chỉ có vài trường hợp như ngài Ba Hy Giá được Đức Phật ngài giảng là khi thấy biết là thấy, khi nghe biết là nghe, khi suy nghĩ biết là suy nghĩ. Nhưng mà ngài Ba Hy Giá, ngài là một vị ở trong kiếp chót chứng A-la-hán và cái căn cơ ngài chính mùi rồi, Đức Phật thấy như vậy. Nhưng mà đa phần đối với chúng ta đó, cái niệm thân là một cái gì rất là gần gũi. Và thứ ba, chúng tôi cũng muốn chia sẻ với quý vị là khi người ta bắt đầu niệm, chúng ta đừng có một cái thái độ quá nặng về tính cách tôn giáo, hay quá nặng về đạo đức, hay là quá nặng về cái suy diễn của chúng ta. Thí dụ như là khi chúng ta niệm về 32
cái cơ phận của cơ thể là tóc, lông, móng, răng, da. Ngay cả khi chúng ta niệm, chúng ta không cổ, không nhất thiết là quán nó bất tịnh. Dạ, chúng ta không cần. Chúng ta chỉ biết rằng à, cái thân này là có tóc, có lông, có bóng, có răng, có da, gân, thể, ý, thịt, xương gì đó. Chúng ta biết như vậy thôi. Nhưng mà khi chúng ta niệm lâu ngày đó, thì nó đạt đến mức độ nhập tâm. Dạ, nhập tâm giống như vị tỳ kheo mà niệm về 32 thể trược, 32 cái cơ phận cơ thể, thấy một con người chỉ thấy là bộ siêu năng di động thôi, thì đó là khi nhập, đó là cái sự thành tựu như chỉ và quán. Khi mà mình niệm hơi thở ra, hơi thở vào, niệm bước chân chúng ta vân vân, thì cái niệm thật sự nó không cần phải có một cái kết luận hay là cần phải có một cái gì đó áp đặt lên việc đó, mà chúng ta nhìn thấy tự nhiên hơi thở vào, hơi thở ra, và cái chân bằng chân của chúng ta nhấc lên đưa tới đặt chân xuống, hoặc giả là đây là tóc, đây là móng, rồi răng, da, rồi đây là đất, đầy nước, đầy lửa, đầy gió, thí dụ như vậy. Thì cái khổ của nhiều người đó là khi mà mình mới bắt đầu đó, mình hay tạo cái áp lực, và tạo áp lực bằng cách là mình phải như thế này, tại vì mình tu như thế kia là sai, tu thế kia là tội lỗi, làm thế này thế kia. Không, cái tứ niệm xứ đó nên bắt đầu bằng cái sự tự nhiên nhất. Cái sự việc như thế nào mình ghi nhận như vậy đó, thì chúng ta được cái lợi lạc. Và cái quan trọng là chúng ta có thể khởi hành được. Người ta nói một hành trình dài đó, thì nó phải có khởi sự từ cái bước ban đầu. Bước ban đầu chúng ta có đi được hay không. Có nhiều người đó, trước khi tu tập tứ niệm xứ thì hay có cái thái độ là người đó đưa ra một cái chương trình rất lớn thay đổi các cuộc sống, và người đó cần có một cái gì đó rất là lớn lao. Thì điều này nó cũng tương tự như là mình muốn học Phật Pháp hay học một môn học gì đó, mà tự mình đặt ra rất nhiều điều kiện là muốn học Phật Pháp mình phải có cái này, phải có cái kia, phải có cái đó, hay là mình muốn đi học phải cái này kia. Mà đôi khi đơn giản không phải như vậy. Đôi khi đơn giản học Phật Pháp là ngồi xuống yên lặng lắng tai nghe Pháp, hay là học môn gì đó là đơn giản là bắt tay vào việc. Chúng ta thường bị cái bệnh đó là mình đặt quá nhiều điều kiện khó khăn cho mình, và cả cuộc đời mình không bao giờ muốn thật sự bắt tay vào làm việc đó. Cái đó là cái nghiệt ngã của chính chúng ta, đối với chúng ta. Chúng tôi rất là sợ cái thái độ là nhiều người họ ca tụng thiền, như là thiền tứ niệm xứ, thiền chỉ vân vân. Và khi họ ca tụng rồi đó, họ vẽ vời ra một cái chuyện rất là vĩ đại, rất là xa xôi, rất là siêu việt, đến mức độ nó vượt cái bình thường của đời sống. Chúng ta mỗi lần chúng ta nhớ điều, chúng ta nhớ rằng Đức Phật dạy mình bắt đầu về nhập tức, sức tức, niệm hơi thở vô, niệm hơi thở ra. Và cái chuyện đó không nên gọi đó là chuyện mà mình không thể bắt đầu được. Không nên nghĩ đó là một chuyện quá xa xôi, không nên nghĩ đó là một cái chuyện mà sở dĩ mà Đức Phật ngài khuyến khích chúng ta bắt đầu từ hơi thở ra, hơi thở vô, hay bắt đầu từ thân hành là ngài muốn chúng ta bắt đầu từ cái mà nó gần gũi nhất, dễ dàng nhất, dễ nhập tâm, dễ có chánh niệm. Thì bao giờ cũng vậy, chúng ta nên hiểu một rằng trong cuộc đời này, người mà gây trở ngại, làm rào cản khiến chúng ta tiến bộ nhiều nhất đó là chính bản thân của mình. Mình tự vẽ vời nhiều quá, mình tự đặt để nó ra nhiều cái nhiều quá. Đôi khi mình nghĩ rằng mình nói về điều đó rất là vĩ đại, rất là cao quý, rồi cuối cùng mình không bắt đầu được. Đức Phật ngài dạy rất là đơn giản, cái thân này và cái tấm thân sanh tử này mình tạo được nhiều thiện sự. Ngài không nói cái thân này có cái Chulamani, ngài có Sa Luân, ngài không nói thân này là thế này thế kia, mà ngài chỉ nói cái thân này đó nó là giả hợp vô thường. Nhưng mà nếu ai biết dùng cái thân này đó, thì người đó mà biết dùng đúng chỗ đó, thì người đó có thể đạt tiến bộ về tâm linh. Hơi thở là gì? Nói cho cùng hơi thở là hơi thở ra, hơi thở vào. Mình nói hơi thở tầm thường cũng phải, tại vì ở trong đời sống chúng ta thở, luôn luôn thở mà, đâu có chuyện gì lớn gì phải nói. Nhưng mà nếu biết dùng cái hơi thở để huân tập niệm và định đó, thì hơi thở trở nên kỳ diệu. Chúng tôi nhớ rằng có một vị mà cũng cổ xứ thiền quán người Việt Nam, đó là Hòa Thượng Nhất Hạnh đó. Thì bản chất của Hòa Thượng là một văn chỉ sĩ, một thi sĩ.
Hòa thượng thường hay vẽ vời ra chuyện rất là lãng mạn. Đó là ngôn ngữ của Hòa thượng Tịnh Hạnh bên Đài Loan, Hòa thượng Nhất, nói là Hòa thượng Nhất Hạnh Lâm thiền sư lãng mạn. Nhưng thí dụ Hòa thượng nói rằng mình thở, tức là mình sống, hơi thở là một nhịp, hơi thở là thế này, hơi thở kia. Và thật ra đó, thì theo lời Phật dạy đó, không phải hơi thở nó màu nhiệm, mà cái niệm được hơi thở mới là màu nhiệm. Và cái niệm đó đó, và nó được phát triển dựa trên một tinh thần rất là thực tiễn. Chúng ta không có tô hồng, chốt lục, không có vẽ vời, không có làm cho nó quá cao siêu. Nhưng mà chúng ta cũng đừng coi nó tầm thường. Dạ. Khi Đức Phật nói từ tâm thân sanh tử này, nhiều cái thiện sự đã làm, thì đơn giản là Ngài dạy rằng, đây là nước đó, đây là gạo đó, đây là củi đó. Mình nói nó tầm thường, cũng nó cũng là bình thường. Mà mình nói nó là cái gì rất là cần thiết để sống. Là nếu chúng ta biết là chúng ta lấy nước vo gạo rồi bỏ vô gạo rồi bắt lửa lên, thì nó sẽ tạo chúng ta một nồi cơm. Và một bữa cơm thì rất quan trọng với đời sống. Nó giúp chúng ta sống qua ngày. Thì chúng ta nên học cái cách của Đức Phật dạy. Và ngày hôm qua bài kinh chúng ta học là bài kinh bắt đầu từ hơi thở ra, hơi thở vào. Và tại sao Ngài không nói niệm hơi thở, mà Ngài nói niệm hơi thở ra, hơi thở vào? Hai nhịp, thở vô, thở ra, nhập tức, xuất tức niệm. Người Trung Hoa họ lấy điều đó, họ đặt ra an văn chủ ý. Và hôm nay Đức Phật Ngài nói về thân hành niệm. Tất cả đều có một cái dụng ý của Đức Phật là chúng ta hãy bắt đầu từ cái bước sơ khởi, từ cái thực tế, từ cái cụ thể, và từ đó mở ra một con đường rất rộng. Nếu bất cứ một người nào đi học mà bắt đầu họ kinh ABC, họ nói học ABC là cái tầm thường không học. Thế có ai học, mà không bắt đầu ABC đâu, phải không? Chúng ta nên bắt đầu, và nên bắt đầu một cách rất là thực tế. Cái bắt đầu đó có thể nó không có vĩ đại. Và không có ai nói rằng mình đi hành trình dài mà chỉ một bước chân mà vĩ đại. Nhưng mà nếu không có bước chân thứ nhất, không có bước chân thứ hai, không bước chân thứ nhất, thứ hai, thì không bước thứ ba, thứ tư, làm sao để chúng ta bắt đầu? Đó là chuyện quan trọng. Thì mong rằng qua những bài kinh hôm qua và hôm nay đó, thì chúng ta thấy được cái lợi lạc từ tu tập. Nhất là đừng bao giờ coi thường pháp tu tập về hơi thở. Hơi thở chỉ có ra và vào. Nhưng mà nếu chúng ta bắt nhịp được từ đó, chúng ta bắt trớn được từ đó, chúng ta bắt đầu được từ đó, thì chúng ta có thể đi tới. Chúng tôi xin kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Phật Pháp Buddha Dhamma. Kính Trương Chi Tôn Đức đã vào rung để thuyết giảng đảnh lễ quý ngài. Thân chào tạm biệt quý Phật tử, kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.